Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 29. Trong giây phút khi mũi kiếm tiếp xúc với bụng của con chó lớn kia, chân mày của Dương Diệp đột nhiên nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện hắn hình như nhìn thấy sự phòng ngự của con chó kia. Không hề do dự, kiếm ý giết chóc tầng 6 phun mạnh ra ngoài, sau đó bàn tay cầm kiếm chợt xoay tròn, cả người Dương Diệp mang theo thanh kiếm xuyên qua bụng của con chó lớn kia và phóng lên cao. Con chó lớn màu đen rơi mạnh xuống đất, nhưng điều khiến cho mọi người kinh hãi là con chó lớn này không ngờ không có chết, không chỉ có như vậy. Lỗ kiếm chỗ bụng của con chó lớn này lại đang có từng sợi khí màu đen chữa trị, từ từ khép lại. Sau khi hạ xuống, nhìn con chó lớn kia không có chuyện gì, Dương Diệp nhíu mày, nói. Không có chuyện gì sao? Ta không chết, hắn sẽ không chết, chúng ta đã ký kết khế ước cùng chung sinh mạng. Lúc này, Ma Kha ở bên cạnh đột nhiên nói. Phải vậy không? Dương Diệp khẽ nhướng mày, nói. Vậy ta phải thử một chút mới được. Sau khi vừa nói dứt lời, thân hình Dương Diệp thoáng động, hắn lập tức lao tới trước mặt con chó lớn kia, cổ tay hắn thoáng động, trường kiếm mang theo từng tàn ảnh đâm về phía ma sói kia, lúc mũi kiếm sắp tiếp xúc với con chó lớn kia, một tia lửa lặng lẽ hiện lên ở chỗ đầu mũi kiếm. Xì! Một tiếng động khẽ vang lên, trường kiếm hoàn toàn không bị ngăn cản đã đâm vào bụng con ma thú kia. Ngay lập tức con ma thú kia chợt phát ra tiếng gầm thét giận dữ tê tâm liệt phổi. Trong tiếng thét có thể nghe ra được sự kinh hãi cùng khủng hoảng. Vào lúc Ma Kha cùng đám người ma tộc còn chưa hiểu chuyện gì, con chó lớn kia, một tiếng nổ tung, một ngọn lửa chợt lóe lên, sau đó con chó lớn kia lập tức hóa thành một đống tro tàn. Dương Diệp thu kiếm lại và xoay người nhìn sắc mặt hơi khó coi của Ma Kha, nói. Không phải ngươi nói giết không chết sao? Ngươi xem, không phải lúc này đã chết rồi sao? Ma Kha không tức giận. Trái lại sắc mặt vô cùng nặng nề, nói. Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để giết chết nó vậy hả? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này rất ngu ngốc sao? Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi muốn tìm ta, ta tới, ngươi muốn giết ta, nhưng hình như ngươi không giết được ta. Mà ta tự hiểu rõ, tạm thời ta còn chưa nắm chắc có thể tuyệt đối giết chết được ngươi, nhưng nếu muốn giết những người ma tộc bên cạnh ngươi, ta lại có thể nắm chắc tuyệt đối. Ngươi muốn chết phải không? Cổ tay Ma Kha thoáng động, minh thần thương xuất hiện trong tay hắn, ngay lập tức, từ trong cơ thể hắn chợt phát ra một khí thế khủng khiếp. Có vẻ như ngươi không tin nhỉ, vậy để ta giết cho ngươi xem. Dương Diệp vừa nói dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài và hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía một người thanh niên ma tộc đang đứng ở bên cạnh Ma Kha, trong huyền khí màu tím cùng kiếm ý giết chóc tầng 6, cộng thêm sự gia tăng của bùa cường lực. Tốc độ của kiếm quang này cực nhanh, thoáng cái đã bay tới trước mặt người thanh niên của ma tộc kia, sắc mặt của người kia biến đổi kịch liệt, hắn không để nghĩ ngợi đã nghiêng người, muốn tránh được một kiếm này. Nhưng vào lúc hắn vừa nghiêng người lóe lên, kiếm quang này lại cũng lóe lên, sau đó xuyên qua cổ người thanh niên ma tộc này trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và kinh hãi của hắn. Suy! Máu tươi bắn ra, người thanh niên ma này đã chết ngay lập tức. Ma Kha nổi giận. Lúc này Dương Diệp lại cười nói. Một tiếng động khẽ vang lên, trường kiếm hoàn toàn không bị ngăn cản đã đâm vào bụng con ma thú kia. Ngay lập tức con ma thú kia chợt phát ra tiếng gầm thét giận dữ tê tâm liệt phổi, trong tiếng thét có thể nghe ra được sự kinh hãi cùng khủng hoảng. Vào lúc Ma Kha cùng đám người ma tộc còn chưa hiểu chuyện gì, con chó lớn kia, một tiếng nổ tung, một ngọn lửa chợt lóe lên, sau đó con chó lớn kia lập tức hóa thành một đống tro tàn. Dương Diệp thu kiếm lại và xoay người nhìn sắc mặt hơi khó coi của Ma Kha, nói. Không phải ngươi nói giết không chết sao? Ngươi xem, không phải lúc này đã chết rồi sao? Ngươi biết không, ta vốn không có ý trở thành kẻ địch của ma tộc còn có minh tộc các ngươi, nhưng đáng tiếc, ban đầu khi còn ở khu vực thành hai tộc các ngươi tại muôn đưa ta vào chỗ chết. Vậy cũng được thôi, nếu các ngươi đã như thế, vậy cứ để cho ta đưa các ngươi đi chê trước đãi. Dương Diệp vừa dứt lời. Một sợi dây xích tối tăm xuyên qua không gian, lập tức đi tới chỗ cỗ của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn chỉ cười lạnh, sau đó trường kiếm chợt bô xuông. Bang! Một tiếng động khẽ vang lên, dưới lực lượng cường đại của Dương Diệp, sợi dây xích tập này tức bị chém cho bay ngược về phía sau. Lúc này, hồn u quỷ dị xuất hiện bên cạnh Ma Kha, hắn giơ cổ tay lên, sợi dây xích kia lập tức bay trở về trong tay hắn. Hồn U nhìn Dương Diệp với ánh mắt lạnh lẽo và mong muốn được giết hoàn toàn không che giấu.
khi muốn giết chết một người, trừ khi hắn lấy ra hết con át chủ bài, tiềm long bảng chưa mở ra, không phải là lúc để lộ con át chủ bài, cho nên chúng ta cùng nhau ra tay thôi. Hồn U âm U nói. Ma Kha do dự một lúc gật đầu. Vào lúc hai người muốn ra tay, trên tường thành, kiếm trong tay các cường giả dưới tường thành và trên tường thành đột nhiên chấn động kịch liệt lập tức vùng ra khỏi tay chủ nhân của mình, chúng hóa thành kiếm quang phóng lên cao, và ngả xuống tỏ ý thần phục về phía nam. Kiếm hoàng xuất thế, vạn kiếm thần phục. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một nữ tử mặc chiếc váy màu xanh lại cụt một tay, tay trái của nàng cầm một vỏ kiếm cổ màu đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy người đi tới, bởi vì người này không phải là ai khác chính là Mạc Khinh Ngữ trước đây đã bị hắn chém rơi một tay, hắn không nghĩ tới, đối phương tự nhiên trở thành kiếm hoàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía vỏ kiếm cổ trên tay Mạc Khinh Ngữ, trong lòng Dương Diệp chợt rùng mình. Đây chính vẻ thanh kiếm cổ thần bí của Mạc Lão. Ánh mắt Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Dương Diệp, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Lúc nàng đi về phía Dương Diệp, tất cả huyền kiếm ở đó đều chấn động rất lợi hại hơn, giống như gặp phải vật gì rất đáng sợ. Trong lời đồn đại, trước mặt kiếm hoàng thì không được dùng kiếm, xem ra lời đồn này là sự thật. Nơi nào đó, Lạc Tuyết nhìn cảnh tượng ở đó, khẽ cười, sau đó hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Kỳ tài kiếm đạo gặp phải kiếm hoàng, ha ha, thật đúng là càng lúc càng thú vị. Ma Kha cùng Hồn U cũng không lựa chọn ra tay nữa, bởi vì bọn họ cũng muốn xem thử Dương Diệp này sẽ đối mặt với kiếm hoàng thế nào. Ngươi còn nhớ rõ không? Mạc Khinh Ngữ vừa đi về phía Dương Diệp vừa nói. Lúc đầu, ta từng nói qua, ngày khác ta nhất định báo lại mối thù bị chém cụt tay này gấp trăm lần. Không đợi Dương Diệp trả lời, nàng lại nói. Lúc đầu là do ta sơ suất, bị ngươi lấy đi linh vật thiên địa sau đó lén tập kích mà chém đứt một tay của ta, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ta. Tuy nhiên ta cũng phải cảm ơn ngươi, là ngươi khiến cho ta phá kén sống lại, khiến cho kiếm ý của ta đạt tới tầng thứ 8, lúc này mới để cho ta có cơ hội đi tới núi kiếm hoàng nhận được sự công nhận của vỏ kiếm cổ. Sau đó ngươi lại tới tìm ta, phải không? Dương Diệp cười nói, trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi. Phải. Mạc Khinh Ngữ gật đầu nói. Lúc đầu ngươi chém một tay của ta, hôm nay ta lại chém hai tay, hai chân của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp xòe tay ra, nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn xem thử, kiếm hoàng rốt cuộc mạnh tới mức nào. Giống như ngươi mong muốn. Vừa nói xong, cổ tay Mạc Khinh Ngữ thoáng động, luồng kiếm quang màu xanh từ trong vỏ kiếm cổ này nhanh chóng hiện ra, trong phút chốc đồng tử của Dương Diệp có lại kịch liệt, bởi vì ở chỗ vai trái của hắn xuất hiện một lỗ kiếm sâu khoảng vài phân. Nếu như không phải hắn có phòng ngự thân thể mạnh mẽ, sợ rằng chỉ bằng một lần này sẽ khiến vai trái của hắn phải rời khỏi thân thể rồi. Đây là uy lực kiếm khí tầng 8 và cái gọi là ý cảnh phong cùng với vỏ kiếm cổ này sao? Nếu như đối phương chỉ là kiếm khí tầng 8 cùng với ý cảnh phong thì tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn chưa phản ứng kịp đã bị đâm một nhát. Cũng chính là nói trong vỏ kiếm cổ thần bí này khẳng định này đã đưa đến hiệu quả gì đó. Mạc Khinh Ngữ nhíu mày nói. Ta thật sự không nghĩ tới thân thể người tự nhiên đạt đến trình độ này, điều này làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, chính vì như vậy nên mới khiến ta cảm thấy thú vị hơn. Rất nhiều. Nàng vừa nói dứt lời, tại là luồng kiếm quang màu xanh từ trong vỏ kiếm cổ này chợt lóe lên. Vào lúc kiếm quang màu xanh sắp tiếp xúc được chỗ đầu gối trái của Dương Diệp, một luồng kiếm khí màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh lên kiếm quang màu xanh này. Hai luồng kiếm khí lập tức tiêu tan trên không trung. A, Mạc Khinh Ngữ khẽ a một tiếng, sau đó nói. Thật không ngờ ngươi lại có thể đỡ được. Ha ha, Dương Diệp cất tiếng cười to, sau đó lắc đầu nói. Mạc Khinh Ngữ, xem ra người trở thành kiếm hoàng, lòng tự tin thật sự đã tăng đến mức khiến người ta khó có thể ngước mắt nhìn. Lần đầu tiên, hắn không đỡ nổi, đó là bởi vì hắn không đề phòng, bị đối phương làm cho trở tay không kịp. Lần thứ hai có thể đỡ được tự nhiên là bởi vì hắn vận dụng kiếm tâm thông minh cùng lĩnh vực kiếm, bên trong kiếm vực, cho dù kiếm quang của đối phương nhanh gấp 10 lần, hắn vẫn có thể đỡ được. Ngươi quả thật khiến cho ta rất bất ngờ. Mạc Khinh Ngữ nói, kiếm khí tầng 8 thêm ý cảnh phong tầng 8, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng không đỡ nổi, ngươi lại có thể dễ dàng đỡ được, xem ra cho tới nay ta đã xem thường ngươi rồi.
Dương Diệp cười lạnh một tiếng, hắn cũng lười nói những lời vô nghĩa cùng đối phương, tay hắn cầm kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí màu tím bắn ra. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, khóe miệng Mạc Khinh Ngữ cong lên, hiện ra nụ cười châm chọc, nàng không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua chỉ đứng ở đó mặc cho luồng kiếm khí kia đi tới trước mặt nàng. Vào lúc đạo kiếm khí kia đến cách người Mạc Khinh Ngữ chưa tới nửa trượng, đột nhiên vỏ kiếm cổ trong tay Mạc Khinh Ngữ khẽ run lên, sau đó dưới sự chấn động kinh ngạc cùng với ánh mắt không hiểu của mọi người, luồng kiếm của Dương Diệp kia trực tiếp bị vỏ kiếm cổ hút vào, sau đó không có động tĩnh gì. Trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ nghiêm trọng, vỏ kiếm cổ này còn thần bí và kỳ lạ hơn sự tưởng tượng của hắn. Không ngờ được nó lại có thể hút được kiếm khí. Ở trước mặt kiếm hoàng mà lại dám sử dụng kiếm, người thật đúng là ngu ngốc không ai bằng. Lúc này, Hồn U ở bên cạnh xem trò vui, đột nhiên nói. Dương Diệp, lẽ nào ngươi không biết vỏ kiếm cổ này có lực trấn áp rất lớn đối với các kiếm tu sao? Ở trước mặt nó, bất kể là kiếm, hay là kiếm khí, hoặc kiếm kỹ, đều sẽ bị nó áp chế chặt chẽ. Kiếm hoàng vừa ra, vạn kiếm đều phải thần phục, ngươi cho rằng đây là câu nói đùa sao? Dương Diệp thản nhiên liếc nhìn Hồn U, sau đó nói. Đây là chuyện của nhân tộc, liên quan gì đến kẻ quỷ không ra quỷ, người không ra người như ngươi chứ? Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Hồn U vô cùng tức giận, hắn lại muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh đột nhiên nói. Hắn là của ta, ai dám động đến hắn, ta sẽ giết chết người đó. Nàng nói xong lại lạnh lùng liếc nhìn Hồn U. Ta lại sợ ngươi sao? Hồn U cười lạnh một tiếng, nói. Tuy Dương Diệp này không được tốt lắm, nhưng không thể không thừa nhận câu nói lúc trước của hắn vô cùng có đạo lý, đó chính là người thật sự nghĩ rằng người trở thành kiếm hoàng thì sẽ vô địch thiên hạ rồi sao? Người nghĩ rằng ngươi là tổ sư kiếm tông năm đó sao? Ngươi muốn thử không? Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Hồn U lại muốn ra tay nhưng Ma Kha ở bên cạnh hắn đã ngăn cản, nhìn hắn lắc đầu và nói. Đây là cuộc chiến đấu giữa các kiếm tu. Chúng ta không cần nhúng tay vào làm gì cả. Ta cũng nhịn được, lẽ nào người còn không nhịn được sao? Hồn U vẫn cảm thấy khó chịu, tuy nhiên hắn lại không tiếp tục ra tay nữa, chẳng qua chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Người còn muốn ra tay nữa không? Ta có thể nhường cho người ba kiếm. Nếu không, có lẽ ngươi sẽ không thể có cơ hội ra tay nữa đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Khinh Ngữ nhìn Dương Diệp khẽ nói một tiếng. Dương Diệp gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Không thể không nói, vỏ kiếm cổ này thật sự rất biến thái, bởi vì hễ có liên quan đến kiếm thì gần như không thể lấy ra đối phó với Mạc Khinh Ngữ này. Khôn chỉ có như vậy, hắn vẫn cảm thấy khi trong tay mình cầm kiếm mà đối mặt với vỏ với kiếm cổ, kiếm thế hoàn toàn tiêu tan, tất nhiên có ý thuần phục, điều này khiến cho Dương Diệp cảm thấy áp lực, đờ rồng thời còn có phần bất đắc dĩ. Cũng may, lĩnh vực kiếm kia hình như không bị vỏ kiếm cổ này ảnh hưởng. Dương Diệp cũng không nói nữa, hắn chậm rãi đi về phía Mạc Khinh Ngữ, khi đi xe đến trong phạm vi 10 trượng trước người Mạc Khinh Ngữ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, vào lúc hắn sắp vận dụng kiếm vực, một tiếng cười lớn đột nhiên từ phía chân trời vọng đến. Dương Diệp nhíu mày và ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy phía chân trời có một con rồng lớn năng lượng màu vàng đang lao tới. Bang! Con rồng năng lượng màu vàng ầm ầm rơi xuống đất, sau đó tiêu tan trong không trung, một nam tử mặc áo bào màu vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mục Quân trước kia đã từng đại chiến với Dương Diệp một lần. Mục Quân cầm long ấn màu vàng trong tay, hắn liếc mắt nhìn Mạc Khinh Ngữ, khi thấy vỏ kiếm cổ trong tay Mạc Khinh Ngữ, trong mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm trọng. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngày đó đánh một trận. Chúng ta còn chưa phân thắng bại, hôm nay chúng ta lại đánh thêm một trận nữa chứ, ngươi thấy thế nào? Mạng hắn là của ta. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ nặng nề nói. Mục Quân cười lạnh, nói. Nhưng ngươi cũng không thể giết được hắn, không phải sao? Cho nên, mạng của hắn vẫn do ta tới lấy, ngươi thấy thế nào? Không thế nào cả. Mạc Khinh Ngữ từ chối nói. Ta từng nói phải báo lại mối thù cụt tay của ta, gấp trăm lần. Ta làm sao có thể không giữ lời được. Còn nữa, đây là chiến đấu giữa các kiếm tu, ngươi không nên nhúng tay vào. Mục Quân nghe vậy lại nhíu mày, hắn đang muốn trả lời,
đúng lúc này Ma Kha ở bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên nói. Nhân loại vĩnh viễn đều thích lằng nhằng như vậy. Rốt cuộc các ngươi giết hay là không giết hả? Nếu không giết thì để ta tự mình tới, các ngươi đứng sang một bên nhìn, các ngươi thấy được không? Kha kha. Hồn U cười đầy vẻ âm hiểm, sau đó nói. Nếu không, hay là ta lên đi, dù sao ta cũng là linh hồn của một kiếm tu, đây chính là vật đại bổ, trăm năm khó gặp. Các ngươi đều không cần tranh giành nữa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lên tiếng. A, Mục Quân khẽ nhướng mày, nói. Sao thế? Dương Diệp không để ý đến Mục Quân, hắn xoay người nhìn những huyền giả nam vực phía sau hắn, nói. Tất cả đều quay về cổ vực thành đi. Mặc dù lớn phần lớn những huyền giả nam vực này có thực lực cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ ở lại chỗ này ngoại trừ chịu chết ra thì vẫn là chịu chết, ở lại đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Chúng ta không đi. Mọi người lắc đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, khẽ cười, nói. Các ngươi ở lại đây sẽ chỉ làm cho ta thêm phân tâm, mọi người trở lại cổ vực thành mới là trợ giúp lớn nhất đối với ta, hiểu chưa? Mọi người im lặng, cho dù bọn họ không muốn rời đi, nhưng không thể không thừa nhận mình ở lại nơi này thật sự chỉ có thể kéo chân sau của Dương Diệp. Chẳng qua bọn họ không muốn rời đi vào lúc này mà thôi. Phần lớn con người đều có tình cảm, trước đó Dương Diệp không để ý đến uy hiếp của Ma Kha cùng đám người của ma tộc mà đứng ra cứu bọn họ. Bọn họ làm sao không cảm động được. Hơn nữa, hiện tại huyền giả nam vực không chỉ đắc tội ba tộc ma minh yêu, còn đắc tội với cường giả của vực khác, nếu như bọn họ không ở cạnh nhau, chờ đợi bọn họ vẫn là cái chết mà thôi. Các ngươi trở về đi. Dương Diệp nói lại một lần nữa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi người với Dương Diệp, có một người trong đó nói. Dương Diệp, ngươi nhất định phải sống sót, chúng ta ở trong thành chờ ngươi bình yên trở về. Nếu như ngươi chết, mấy chục huynh đệ chúng ta nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt những huyền giả ma tộc, cho đến khi tất cả đám người chúng ta đều chết hết mới thôi. Hắn vừa nói dứt lời, hơn 10 người không hề do dự xoay người đi vào cổ vực thành. Đám người Ma Kha cùng Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn theo bọn họ mà không ngăn cản những người này rời đi, thật sự lúc này mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Dương Diệp. Về phần những nhân vật khác bọn họ thật sự không có hứng thú để ý tới. Sau khi nhìn thấy những huyền giả nam vực tiến vào trong thành, Dương Diệp hít sâu một hơi, rồi mới xoay người lại, ánh mắt hắn nhìn lướt qua đám người Ma Kha, Hồn U, Mục Quân, Mạc Khinh Ngữ, cuối cùng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, tiếp đó nói. Các ngươi không cần tranh nữa làm gì cả, tất cả cùng lên đi. Dương Diệp vừa nói dứt lời, thân hình hắn thoáng động đi tới trong phạm vi 10 trượng trước mặt mọi người, sau đó một ngọn lửa đột nhiên thoáng hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên. Cùng lúc đó 200 thanh huyền kiếm đã phóng lên cao, từng tia lửa lập tức bám lên những huyền kiếm này. Trong phút chốc, vẻ mặt của mọi người đồng thời thay đổi. 200 thanh huyền kiếm mang theo ngọn lửa hừng hực tạo thành một kiếm trận vòng tròn trên không, từ trong đó phát ra một sóng nhiệt cùng với kiếm ý khủng bố không ngừng khuếch tán ra. Vào giờ phút này, ánh sáng từ kiếm trận này quả thực lấn át cả ánh mặt trời chói chang trên 9 tầng trời. Tất cả người của ma tộc mau lùi lại. Người của minh tộc mau lùi lại. Gần như cùng lúc, hai người Ma Kha và Hồn U cùng quát lên, trong giọng nói của bọn họ rõ ràng kèm theo sự lo lắng, có thể thấy được bọn họ rất e ngại kiếm trận này của Dương Diệp, thậm chí có thể nói là kiêng dè. Nhìn kiếm trận trên bầu trời, trong ánh mắt Mạc Khinh Ngữ lóe lên vẻ nghiêm túc, nếu chỉ là kiếm trận đơn thuần, cho dù duy trì kiếm ý giết chóc tầng 6, nàng ta chắc chắn cũng sẽ không để ý như vậy. Thế nhưng kiếm trận này còn có cả linh vật của trời đất. Ở trước mặt linh vật của trời đất này, vỏ kiếm trong tay nàng ta có vẻ như không có tác dụng gì. Mạc Khinh Ngữ hít sâu một hơi, sau đó từng trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng, tốc độ của trận cuồng phong này càng lúc càng nhanh, mà bóng dáng của Mạc Khinh Ngữ càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng giống như hòa làm một thể với trận cuồng phong kia, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng nữa. Cùng lúc đó từng đường kiếm khí màu xanh xuất hiện xung quanh cuồng phong. Không chỉ có Mạc Khinh Ngữ, ngay cả Mục Quân kia lúc này cũng tỏ ra nghiêm trọng, đồng thời thứ hắn e dè không phải là kiếm trận, mà là U Minh Quỷ Hỏa, hắn đương nhiên không xa lạ gì với linh vật trời đất này. Trước đây nếu không phải có Nhân Hoàng Ấn, e là hắn đã bị linh vật trời đất này đốt thành cho bụi. Mà bây giờ linh vật trời đất này cộng thêm với kiếm trận, cộng thêm kiếm ý giết chóc tầng 6,
uy lực đó phải được nâng cao tới trình độ nào. Nghĩ đến đây, nhân hoàng ấn trong tay Mục Quân bắt đầu xoay tròn rất nhanh, trong đó có từng đường kim quang sáng lên, cùng lúc đó 9 con rồng năng lượng màu vàng từ trong người Mục Quân phóng lên trời, sau đó xoay quanh phía trên đầu của Mục Quân. Hai người Ma Kha và Hồn U cũng không còn nhàn rỗi nữa, sau khi tộc nhân của mình lùi hết lại, hai người đều nghiêm túc quan sát kiếm trận kia, sau đó khí đen, ma khí từ trong cơ thể bọn họ xông ra. Lúc này, hai mắt Dương Diệp đỏ ngầu, kiếm ý sắc nhọn xung quanh hắn đang điên cuồng hoành hành, Dương Diệp nhìn đám người Ma Kha và Mạc Khinh Ngữ với sắc mặt đáng sợ, nói. Tất cả đều muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Lúc này, sắc mặt mọi người có thể nói là cực kỳ khó coi, tuy bọn họ dùng quân bài tẩy của mình mỗi người đều đón nhận một đòn khủng khiếp này, thế nhưng bọn họ lại lộ ra bộ dạng chật vật đó ở trước mặt vô số người, hơn nữa đáng xấu hổ nhất là mấy người bọn họ lại bị một người làm thành ra như vậy. Đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ kia, thân là kiếm hoàng ở trước mặt một kiếm tu lại đánh cho thành chật vật như vậy. Chuyện này có thể nói là vô cùng nhục nhã đối với nàng ta. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nhưng đúng lúc này 200 thanh huyền kiếm vẫn chưa hạ xuống đất kia đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên trời, cùng với nó là một ngọn lửa lớn. Hắn vừa nói dứt lời, kiếm trận trên bầu trời chợt lao mạnh xuống với tốc độ cực nhanh. Đám người Ma Kha biến sắc, không ai còn do dự thêm nữa, tất cả đều thi triển ra thủ đoạn của mình. Kiếm trận hạ xuống đất và lập tức vang lên một trận nổ rung trời, vô số sóng lửa chợt khuếch tán ra cổ vực thành, nó đi qua nơi nào, mặt đất ở đó đều cháy rụi, từng khe nứt lớn không ngừng xuất hiện với xu thế vô cùng kinh người. Nhìn đám người Ma Kha bên dưới chìm trong biển lửa và sóng khí, tất cả mọi người ở trên tường thành hoàn toàn yên lặng, mọi người đều ngây như gà gỗ, trong mắt bọn họ ngoài sự kinh hãi vẫn là kinh hãi. Đây là cảnh tượng do một huyền giả cảnh giới vương giả tạo ra sao? Trời ơi, chỉ e là cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không thể tạo ra được. Dương Diệp lại đáng sợ như vậy sao? Cho dù thế nào, từ trận chiến này, cái tên Dương Diệp chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục huyền giả. Nơi nào đó, hai mắt Lạc Tuyết nheo lại, trong con người cũng có vẻ nghiêm trọng, nhỏ giọng nói. U Minh Quỷ Hỏa, linh vật đứng thứ tư trong linh vật của ngũ hành hỏa mà lại nằm trong tay hắn, thật sự khiến người ta bất ngờ. Dưới cổ vực thành, sóng lửa tản đi, một hố sâu to lớn rộng gần trăm trượng xuất hiện trước con mắt kinh hãi của mọi người, hố sâu mười mấy trượng, trong hố hoàn toàn bị đốt cháy hết, vô số ngọn lửa tự cháy trong đó giống như là một hố lửa cực lớn vậy. Còn người thì sao? Lúc này mọi người đương nhiên trong hố, tất cả đều vô cùng chật vật, mặt đen thui, quần áo và đồ dùng đều rách dưới, đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ còn lộ ra một mảng da trắng như tuyết, đương nhiên quan trọng hơn chính là trong bọn họ không có một ai đứng cả. Lúc này, sắc mặt mọi người có thể nói là cực kỳ khó coi, tuy bọn họ dùng quân bài tẩy của mình mỗi người đều đón nhận một đòn khủng khiếp này, thế nhưng bọn họ lại lộ ra bộ dạng chật vật đó ở trước mặt vô số người. Hơn nữa đáng xấu hổ nhất là mấy người bọn họ lại bị một người làm thành ra như vậy. Đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ kia, thân là kiếm hoàng ở trước mặt một kiếm tu lại đánh cho thành chật vật như vậy. Chuyện này có thể nói là vô cùng nhục nhã đối với nàng ta. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nhưng đúng lúc này 200 thanh huyền kiếm vẫn chưa hạ xuống đất kia đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên trời, cùng với nó là một ngọn lửa lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Ma Kha nheo mắt lại. Còn muốn nữa sao? Đương nhiên là muốn nữa rồi. Dương Diệp đứng ngay mép hố sâu, hai tay khẽ nhấc lên, khống chế 200 thanh huyền kiếm kia hợp lại với U Minh Quỷ Hỏa. Vốn dĩ hắn chỉ có thể thi triển quỷ thanh kiếm lửa trận một lần vì dù sao huyền khí của hắn cũng không nhiều như vậy. Thế nhưng lúc này đây Dương Diệp đã bị chọc giận. Nếu những người này đều muốn giết hắn, vậy thì chỉ cần giết tất cả mọi người một lần là đủ. Sau khi phóng ra quỷ thanh kiếm lửa trận một lần, hắn thuận tiện lấy ra cho mình một viên đá năng lượng cực phẩm, dưới tác dụng của đá năng lượng cực phẩm, huyền khí của hắn đã khôi phục một cách điên cuồng, mặc dù không khôi phục lại đầy cả vòng xoáy nhưng huyền khí lúc này đã đủ để hắn thi triển quỷ thanh kiếm lửa trận một lần nữa rồi. Cho dù quỷ thanh kiếm lửa trận không giết được những người này, nhưng Dương Diệp cũng muốn lột một lớp da của bọn họ. Kiếm trận khổng lồ xoay quanh trên bầu trời. Vệ số tàn lửa văng ra khắp nơi che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế đã tới. Từng thanh huyền kiếm xoay tròn với tốc độ cao, trong lúc xoay tròn,
sát ý trong kiếm ý không ngừng tỏa ra cùng với ngọn lửa, âm thanh và khí thế kinh người. Trong hố sâu, ánh mắt đám người Ma Kha tập trung cao độ, còn có cả một chút lửa giận, Dương Diệp thật sự coi bọn họ là trái hồng mềm sao. Để giữ lại sức lực, bọn họ không hề chọn lật hết tất cả các quân bài của mình ra như Dương Diệp, dù sao mục đích của bọn họ là tháp tiềm long kia, mà lúc này Dương Diệp lại ức hiếp người quá đáng, sau đó ầm một tiếng. Trong hố sâu, chân phải Mục Quân chợt đạp đất rồi phóng lên cao, một con cự long năng lượng màu vàng đột nhiên thoáng hiện, vòng quanh người hắn, Mục Quân mình quân cự long thét lên một tiếng thật to, ném Nhân Hoàng Ân trong tay lên, Nhân Hoàng Ân đón gió căng phồng lên, chớp mắt biến thành một long ấn cực lớn, chiều rộng trăm trượng, chiều dài hơn trăm trượng. Dương Diệp, người thật sự cho rằng bản thân người vô địch. Sao? Trên mặt Mục Quân tái nhợt, có vẻ dữ tợn nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Linh vật của trời đất, hừ, Mục Quân ta muốn xem thử linh vật trời đất của người mạnh hay là Nhân Hoàng Ân này của ta mạnh. Lúc này một âm thanh xé gió chợt hiện lên, chỉ thấy Ma Kha cầm Minh Thần Thương trong tay phóng lên cao, chỉ Minh Thần Thương về phía Dương Diệp, nói. Vốn ta còn muốn từ từ hành hạ ngươi đến chết, bây giờ xem ra không cần phải vậy rồi. Hắn dứt lời, từng mảng váy ánh sáng đen kịt thần bí xuất hiện một cách kỳ lạ trên Ma Kha, chưa đến một nhịp thở. Những chiếc váy này liền bao trùm toàn bộ trên người Ma Kha, chỉ trừ hai con mắt. Mạng của hắn là của ta. Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang vọng lên từ trong hố sâu, mọi người nhìn lại chỉ thấy Mạc Khinh Ngữ phóng lên cao, xung quanh nàng có từng đường kiếm màu xanh không ngừng chớp động. Sau khi bay ra khỏi hố sâu, Mạc Khinh Ngữ giơ cao vỏ kiếm, sau đó bỗng nhiên quát lên. Nhận lấy. Dứt lời, ngoài 200 thanh huyền kiếm của Dương Diệp ra. Bội kiếm của tất cả các huyền giả trên tường thành đều phát ra tiếng kiếm rung, sau đó hóa thành từng đường kiếm nhập vào trong vỏ kiếm. Yên lặng hai nhịp thở, trong vỏ kiếm dần hiện ra một thanh kiếm lớn cực lớn có năng lượng màu xanh, kiếm lớn cực kỳ to lớn, dài khoảng 30 trượng, rộng khoảng 10 trượng, dựng lên vô cùng chắc chắn, lại vô cùng thực chất. Nhìn thanh kiếm lớn này, hai mắt Dương Diệp nheo lại, trong lòng động một cái, 200 thanh huyền kiếm trên không lập tức tập hợp lại thành một thanh kiếm thực sự khổng lồ. Không hề yếu đuối, có năng lượng màu xanh, cùng lúc đó một ngọn lửa lớn bằng ngón tay cái bám vào thanh kiếm khổng lồ kia, lập tức ngọn lửa bao vây thanh kiếm đó trong nháy mắt, một thanh thanh kiếm lửa xuất hiện. Đi! Dương Diệp lạnh lùng ra lệnh. Thanh kiếm lửa chợt xoay tròn, vô số ngọn lửa văng ra khắp nơi, yên lặng trong chớp mắt rồi bỗng nhiên bắn ra. Thanh kiếm lớn kia cũng bạo phát ra năng lượng màu xanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai thanh kiếm lớn ầm ầm va vào nhau. Vang lên tiếng keng. Năng lượng nổ vang lên ầm ầm, vang lên tận 9 tầng mây, từng tầng sóng khí và sóng lửa đáng sợ chợt lan rộng trên không trung, không gian nơi đó bị sóng khí và sóng lửa đáng sợ này đánh vào bắt đầu rúm gió cả lại. Sóng khí và sóng lửa bao phủ lấy Dương Diệp và Mạc Khinh Ngữ trong nháy mắt, khi mọi người ở đây đang chấn động, trong sóng khí và sóng lửa đột nhiên dần hiện ra một thanh kiếm màu tím, lập tức sóng khí và sóng lửa bị lưỡi kiếm sắc bén cắt như cắt vải. Chớp mắt toạc ra một lỗ lớn, huyền kiếm trong tay Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc hay hai mắt Dương Diệp đỏ ngầu, một luồng kiếm ý giết chóc cuồng bạo không ngừng hoành hành quanh người hắn, khiến không khí quanh thân hắn không ngừng bị cắt xén, không ngừng bị nát bấy. Một ngọn lửa nhỏ như một tinh linh xoay xung quanh huyền kiếm của hắn, khiến huyền kiếm lộ ra một màu lửa đỏ rực quỷ dị. Điều khiến người ta bất ngờ là, Dương Diệp lại không hề việc gì dưới sóng lửa và sóng khí đáng sợ kia. Dương Diệp đương nhiên không sao, sở dĩ hắn không sao là bởi vì khi sóng khí và sóng lửa lan tràn đến chỗ hắn, hắn đã vận dụng kiếm vực, lợi dụng kiếm vực để cản lại những sóng khí và sóng lửa kia. Hắn vận dụng kiếm vực chỉ trong thời gian một nhịp thở, cộng thêm có sóng khí và sóng lửa che chắn, cho nên ở đây không có ai phát hiện ra kiếm vực của hắn. Còn Mạc Khinh Ngữ thì sao? Lúc này Mạc Khinh Ngữ đã cách đó 10 trượng, so với Dương Diệp nàng ta chật vật hơn nhiều. Từng cơn cuồng phong không ngừng xoay tròn quanh thân nàng ta, trước mặt nàng ta còn có vỏ kiếm màu đen kia không ngừng phát ra kiếm quang ngăn cản những làn sóng khí và lửa này thay cho nàng ta. Thế nhưng dù là vậy thì nàng ta vẫn bị ảnh hưởng, da thịt trên mặt, trên cánh tay đều đỏ bừng, giống như là bị xào chín vậy, hiển nhiên đó là do U Minh Quỷ Hỏa tạo thành. Nhìn Mạc Khinh Ngữ, khóe miệng Dương Diệp cong lên một nụ cười lạnh, sau đó khẽ động mình, nháy mắt đã tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Nhưng đúng lúc này vỏ kiếm trong tay Mạc Khinh Ngữ đột nhiên thoát khỏi tay nàng ta, sau đó tự tin lao về phía Dương Diệp.
huyền kiếm có linh hồn, tự hành động bảo vệ chủ. Thấy vỏ kiếm ra tay, trong mắt Dương Diệp toát ra một sự hung ác, tức giận quát. Cút ngay! Hắn dứt lời, U Minh quỷ hỏa liền hóa thành một ngọn lửa và lao về phía vỏ kiếm. U Minh quỷ hỏa bao vây vỏ kiếm xong, Dương Diệp khẽ động mình, chớp mắt đã tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Mạc Khinh Ngữ biến xác định ra tay, nhưng đúng lúc này một năng lượng đáng sợ vô hình đột nhiên lan khắp toàn thân nàng ta. Dưới năng lượng này, Mạc Khinh Ngữ cảm thấy mình như bị khoác lên một lớp gông xiềng vô hình vậy. Sức lực toàn thân và thậm chí cả linh hồn cũng bị đè nén mạnh mẽ. Còn nữa, dưới năng lượng kinh khủng này kiếm ý của nàng ta lại không thể thi triển được. Đúng lúc này một đường kiếm xuyên qua trước mặt nàng ta, hai mắt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên trợn tròn, mở miệng, có vẻ như đang nghĩ điều gì nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì nữa. Thu kiếm, Dương Diệp dửng dưng liếc nhìn Mạc Khinh Ngữ, sau đó nói. Thì ra cái gọi là kiếm hoàng cũng chỉ có thế mà thôi. Mọi người có mặt ngây ra như phỗng. Kiếm hoàng cứ như vậy mà chết sao? Kiếm hoàng ngàn năm có một lại chết như vậy sao? Còn chết dưới kiếm một kiếm tu, không phải là kiếm hoàng vừa ra tay vạn kiếm đã thân phục sao? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người khó hiểu, rất là khó hiểu. Đúng lúc này vỏ kiếm đang giằng co với U Minh quỷ hỏa đột nhiên phát ra kiếm quang chói mắt, một tiếng kiếm kêu vang vọng đến chín tầng mây, chỉ thấy vỏ kiếm biến đổi nhanh chóng, biển. Đổi thành một nữ tử váy trắng có chút hư ảo, nữ tử nhìn Dương Diệp bằng ánh mắt phức tạp, sau đó khẽ động mình đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ, nhìn vết kiếm trên ngực Mạc Khinh Ngữ, nữ tử khẽ thở dài, bàn tay khẽ động, từng luồng năng lượng màu xanh lục lọt vào vết kiếm kia. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt mọi người ở đó lập tức căng thẳng. Vỏ kiếm có linh hồn, mọi người đều biết điều này, chỉ là mọi người lại chưa từng thấy linh hồn của thanh vỏ kiếm này, bây giờ đã gặp được. Không có bất kỳ ai là dám nhìn nữ tử trong sân này, bởi vì vị này chính là tuyệt thế cường giả, bạn đồng hành của tất cả xương hiệu kiếm hoàng từ xưa tới nay. Thấy kiếm linh của vỏ kiếm cứu Mạc Khinh Ngữ, Dương Diệp nhướng mày sau đó khẽ phất tay phải, U Minh quỷ hỏa tức thì xuất hiện trong bàn tay hắn, nắm U Minh quỷ hỏa, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay thì đúng lúc này nữ tử mặt lạnh kia lại thu tay về, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, trong mắt là sự phức tạp, nói. Kiếm ý giết chóc tầng 6, kiếm tâm thông minh, thân giấu hai loại linh vật của trời đất, đồng thời còn lĩnh ngộ được phép tắc của vực. Ngươi, vì sao không đến núi kiếm hoàng? Có vẻ như nữ tử cố ý, chỉ có Dương Diệp mới có thể nghe thấy lời nàng nói. Ta chưa từng muốn trở thành kiếm hoàng. Dương Diệp dửng dưng nói. Vì sao? Nữ tử khó hiểu. Bởi vì dù không có ngươi, ta vẫn có thể khiến cho vạn kiếm trong thiên hạ phải thần phục. Dương Diệp nói, ta đã thấy được sự đáng sợ của ngươi, quả thực cho dù là ta ở trước mặt ngươi cũng không dám sử dụng tới kiếm, bởi vì ngươi có sức ép quá kinh khủng đối với kiếm. Thế nhưng ngươi lại là một loại ràng buộc đối với ta, nếu sở hữu ngươi, ta có thể tưởng tượng mình sẽ ỷ lại vào sức mạnh của ngươi. Kiếm đạo sao có thể mượn vật ngoài thân để dùng? Nữ tử trầm mặc, một lát sau nàng cười khổ, nói. Một vạn năm trước có một người cũng nói như ngươi. Chắc ngươi biết người này là ai, hắn giống ngươi, không cần đến sức mạnh của ta. Bây giờ ta đã hiểu một chút vì sao hắn có thể áp chế những vũ thần thời đó, còn ngươi có thể áp chế kiếm hoàng bây giờ rồi. Bởi vì các ngươi có một trái tim kiếm đạo thuần túy nhất. Dương Diệp không nói tiếp mà bắt đầu khởi động huyền khí, kiếm chỉ vào Mạc Khinh Ngữ, ý đồ là gì không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nữ tử nói. Có thể không giết nàng không? Ngươi đã trở thành truyền kỳ áp chế kiếm hoàng, tha cho nàng một mạng, thế nào? Không thể. Dương Diệp dứt khoát từ chối, nói. Không giết nàng ta thì nàng ta không chỉ không cảm kích ta, còn có khả năng càng hận ta, không phải sao? Hơn nữa chính là vì nàng ta, người ta yêu vẫn hôn mê cho đến bây giờ, cho nên nàng ta phải chết. Nếu người ngăn cản ta vậy thì các ngươi cùng chết. Đi. Dứt lời, U Minh quỷ hỏa chợt bành trướng. Bao quanh huyền kiếm trong tay. Đối mặt với nữ tử trước mặt này, phải có U Minh quỷ hỏa giúp đỡ thì huyền kiếm mới có thể không bị đối phương áp chế, nếu không đừng nói tấn công đối phương, thậm chí bị kiếm của mình tấn công ngược lại cũng là điều có thể xảy ra. Nếu ta giải phong ấn của mình ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Nữ tử lạnh lùng nói. Vấn đề là ngươi không thể, không phải sao? Dương Diệp nói. Ở cổ vực thành này không thể xuất hiện huyền giả cảnh giới trên vương giả ra tay với huyền giả dự thi,
nếu ngươi giải phong ấn, bọn họ có sẽ đồng ý sao? Nàng là kiếm hoàng cuối cùng ta lựa chọn trong thời đại này, ta không thể nhìn nàng chết. Nữ tử trầm giọng nói. Dương Diệp mỉm cười, nụ cười kia nham hiểm, nói. Ý người ta chỉ có thể là nàng ta giết ta, chứ ta không thể giết nàng ta. Nữ tử hít một tiếng nói. Vậy ngươi ra tay đi. Đương nhiên. Dương Diệp dứt lời, huyền kiếm trong tay liền rời khỏi tay, mang theo thanh kiếm độ lửa lao về phía Mạc Khinh Ngữ. Không có nương tay, vừa ra tay chính là U Minh Quỷ Hỏa cộng thêm truy hồn kiếm quyết. Thấy Dương Diệp ra tay, nữ tử kia khẽ thở dài, lập tức cơ thể bắt đầu hư ảo, mơ hồ như sắp biến thành kiếm, nhưng đúng lúc này truy hồn kiếm quyết đột nhiên xoay người lao về phía nữ tử. Thì ra mục đích thật sự của Dương Diệp chính là kiếm linh vỏ kiếm này. Mọi người có mặt lập tức co quắp một trận, lá gan của tên Dương Diệp này cũng mập quá đấy. Đây là kiếm linh của vỏ kiếm, hắn lại thật sự dám ra tay giết. Dương Diệp mặc kệ đối phương là kiếm linh vỏ kiếm gì đó, bây giờ hắn chỉ coi đối phương là kẻ địch, nếu đã là kẻ địch thì tức là đáng chết, còn như có giết được hay không thì chỉ có giết thử mới biết được. Tốc độ của thanh kiếm lửa cực nhanh, trong chớp mắt đã lao đến trước người nữ tử, nhưng nữ tử kia không tránh không né. Chỉ đưa ra hai ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng kẹp một cái, sau đó thanh kiếm lửa này của Dương Diệp cứ thế bị kẹp trong ngón tay đối phương. Dương Diệp cũng không bất ngờ, nói nhỏ. Nổ. Hắn dứt lời, U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên nổ mạnh mẽ, một sóng lửa khủng khiếp bao phủ lấy nữ tử kia trong chớp mắt, đúng lúc trong lòng Dương Diệp thở phào một hơi, một đường kiếm quang từ trong sóng lửa phóng lên cao, Dương Diệp lại nhíu mày, hắn biết mình không giết được nữ tử này rồi. Nữ tử kia không ngừng lại, mang theo Mạch Khinh Ngữ ở bên cạnh, sau đó hóa thành một đường kiếm quang biến mất nơi chân trời. Nhìn Mạc Khinh Ngữ bị nữ tử mang đi, sát ý Tê-xê-rong mắt Dương Diệp lạnh như băng, xem ra thế giới này thật sự không có cái gọi là công bằng. Cảnh tượng trước đó rõ ràng nữ tử kia đã vận dụng thực lực vượt quá cảnh giới vương giả, nhưng không hề có ai ra ngăn cản. Ha ha, xem ra những người được gọi là đại năng của cổ vực thành này cũng không dám đắc tội với vỏ kiếm thần bí này rồi. Còn nữa, trong lòng Dương Diệp càng thêm khinh thường đối với danh hiệu kiếm hoàng này. Cái gọi là kiếm hoàng chỉ là dựa vào uy lực của vỏ kiếm này mà thôi. Ví dụ như Mạc Khinh Ngữ này, không có vỏ kiếm, lúc trước nàng ta đã chết rồi. Hắn không biết có phải những kiếm hoàng trước kia cũng như vậy hay không, dù sao lúc này trong lòng hắn cũng thật sự cảm thấy khinh thường đối với danh hiệu kiếm hoàng này. Đến thua cũng không thua được, lại còn kiếm với trả hoàng. Lần sau nhất định phải khiến cho Mạc Khinh Ngữ này chết mới được, nhất định phải làm vậy. Dương Diệp lắc đầu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đám người Ma Kha, tuy lúc trước đã thi triển hai lần kiếm trận và một lần kiếm kỹ, thế nhưng dưới tác dụng của đá năng lượng cực phẩm, lúc này trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều huyền khí, dù sao vẫn có thể làm một trận quỷ thanh kiếm lửa trận cuối cùng nữa. Hắn không định bỏ qua cho đám người Ma Kha cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Sau khi kiếm linh vỏ kiếm đưa Mạc Khinh Ngữ rời đi, Ma Kha và Hồn U, còn và Mục Quân đã thuận tiện khóa được khí tức của Dương Diệp, đồng thời bố trận theo hình tam giác vây Dương Diệp lại, ý đồ rất rõ ràng, đó chính là không để Dương Diệp thoát được. Dương Diệp cũng chưa từng muốn trốn, hắn không nghĩ tới vấn đề một mình có thể đấu lại được ba người Ma Kha, Hồn Y và Mục Quân hay không, bởi vì muốn cũng đánh một trận mà không muốn cũng phải đánh một trận, nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Vẫn là câu nói kia, có thắng hay không thì chỉ có đánh mới biết được. Dương Diệp khẽ cử động cổ tay, U Minh Quỷ Hỏa bay đến lòng bàn tay hắn, hắn và có ý niệm, 200 thanh huyền kiếm đã hóa thành 200 đường kiếm quang vây quanh người hắn. Hắn cong ngón tay búng ra, U Minh Quỷ Hỏa lao tới, 200 thanh huyền kiếm lập tức biến thành thanh kiếm lửa. Cùng lúc đó kiếm ý tàn sát điên cuồng tuôn ra, duy trì trên những thanh huyền kiếm này. Trong kiếm trận, Dương Diệp quét mắt qua ba người Ma Kha, sau đó cười phá lên nói. Không phải ba người các ngươi muốn giết ta sao? Dương Diệp ta đứng ngay đây, các ngươi còn chờ cái gì? Giọng nói kia kiêu ngạo không gì sánh được, khí thế cuồng phách không ai bằng. Rất nhiều huyền giả nhân loại đứng xem trên cổ vực thành đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy trước đây, phần lớn thời gian bọn họ nhìn Dương Diệp cũng không thoải mái, nhưng bây giờ bọn họ không thể không thừa nhận. Dương Diệp thật sự khiến huyền giả nhân loại rất hãnh diện. Phải biết rằng một tháng nay, bọn họ đã chịu đựng đủ Ma Kha và đám người của ma tộc rồi. Người ta giết huyền giả nhân loại dưới thành,
mà bọn họ lại chỉ có thể trên tường thành nhìn mà không làm gì được, đừng nói xuống thành quyết một trận tử chiến với đám người ma tộc, ngay cả mắng hai câu cũng không dám. Không thể không nói việc này thật sự quá ấm ức rồi. Mà bây giờ những chuyện Dương Diệp làm không thể nghi ngờ chính là khiến nhân loại hãnh diệt, khiến ma tộc và ma kha khó coi. Cho nên khỏi phải nói trong lòng bọn họ bây giờ thấy sảng khoái tới mức nào. Lúc này, sắc mặt ma kha, hồn u và cả mục quân thật sự cực kỳ khó coi. Sau hôm nay, nếu Dương Diệp còn sống, ba người bọn họ có thể ném hết mặt mũi đi được rồi. Phải biết là người khác không quan tâm có phải bọn họ đang bảo tồn thực lực hay là vì nguyên nhân gì khác không. Toàn bộ đại lục huyền giả chỉ biết Dương Diệp lấy thực lực một người để đối kháng lại bốn người bọn họ. Danh tiếng của Dương Diệp truyền khắp đại lục huyền giả, còn bọn họ sẽ trở thành kẻ làm nền cho Dương Diệp. Cho nên Dương Diệp phải chết, cho dù là lật ra chiêu bài cuối cùng thì cũng phải khiến Dương Diệp chết. Tuy không cùng chủng tộc nhưng giờ này phút này ba người bọn họ có cùng một suy nghĩ. Khi ba người định ra tay, một nữ tử cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng xuất hiện dưới chân cổ vực thành, nữ tử bước từng bước một về phía cổ vực thành, tốc độ có chậm nhưng lại thu hút cái nhìn của mọi người. Nữ nhân này là ai? Không biết bên dưới mấy yêu nghiệt siêu cấp đang đại chiến sao? Nàng không sợ chết sao? Con kiến hôi nhân loại từ đâu tới, cút sang một bên. Một gã huyền giả của minh tộc khẽ động mình đi tới trước mặt nữ tử, sau đó tập hợp lại một luồng khí đen nhắm về phía nữ tử. Nhưng đúng lúc này nàng biến mất ngay tại chỗ một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện cách đó mười mấy trượng, mà huyền giả minh tộc kia lại cứng người ngay tại chỗ. Mọi người trên tường thành nghi ngờ khó hiểu, còn sắc mặt đám người ma kha lại nghiêm túc không gì sánh được, bởi vì bọn họ biết đây là chuyện gì. Lúc trước, khoảnh khắc huyền giả minh tộc vừa mới ra tay, nữ tử kia đã thuận tiện ra tay trước, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức giống như dịch chuyển thức thời. Không chỉ có như vậy, đối phương ra tay thật sự quá kinh khủng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong giây lát khi đối phương giết huyền giả minh tộc kia, nàng ta đã dùng ánh mắt, đúng vậy, chỉ là một ánh mắt mà đã giết huyền giả cảnh giới vương giả kia trong chớp mắt. Sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm trọng, nữ tử này cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm do nàng ta mang lại cho hắn còn mạnh so với đám người ma kha rất nhiều. Nữ tử đi tới trước mặt đám người ma kha và Dương Diệp. Ánh mắt nhìn bốn người với vẻ dựng dựng, nói tránh ra. Nghe thấy giọng điệu hờ hững của nữ tử kia, hai người ma kha và hồn u nhướng mày, bởi vì đối phương là nhân loại cho nên trong tiềm thức của hai người bọn họ đã coi đối phương là kẻ địch. Đương nhiên quan trọng nhất là lúc nữ tử nhìn bọn họ, sự hờ hững trong ánh mắt kia khiến cho hai người bọn họ rất khó chịu, bởi vì giống như hai người bọn họ chính là hai kẻ qua đường vậy. Muốn chết à? Nữ tử kia nhíu mày lại. Bàn tay ngọc nắm chặt trường thương màu vàng, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn nữa. Thật là ngông cuồng. Hồn u giận quá thành cười, một sợi xích màu đen bắn ra nhanh như điện, chớp mắt đã tới chỗ nữ tử. Xem ra người thật sự muốn chết. Một câu nói rửng rưng, tay nữ tử khẽ chuyển, mũi thương màu vàng đã chặn trên sợi xích màu đen kia. Cách. Một tiếng vang nhỏ, trong ánh mắt khiếp sợ của đám người ma kha, sợi xích màu đen kia bắn ngược trở lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là phía đuôi sợi xích đó lại xuất hiện một vết nứt giống con nhện. Đây là ngụy đạo khí đấy. Không ngờ nó lại bị phá hỏng như vậy sao? Hồn u cũng biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại đáng sợ như vậy, hắn không dám sơ suất nữa, đang chuẩn bị lùi lại. Nhưng đúng lúc này, nữ tử quỷ dị kia đã đứng trước mặt hắn, hồn u giật mình kinh hãi và định ra tay, không ngờ một mũi thương sắc nhọn đã lao tới cổ họng của hắn. Hồn u kinh hãi. Thân hình lóe lên nhưng đã chậm rồi, trường thương màu vàng kia đã xuyên qua cánh tay phải của hắn. Mũi thương nhẹ nhàng chọc một cái, cánh tay mang theo khí đen bay ra ngoài. Sắc mặt hồn u tức thì trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, đương nhiên phần nhiều trong đó chính là sát ý mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người có mặt lại ngây ra như phỗng một lần nữa. Nữ tử kia không hề ngừng tay, cổ tay khẽ nhúc nhích. Trường thương mang theo một đường kim quang nhắm thẳng vào cổ họng hồn u, tốc độ nhanh gấp mất lần điện giật khiến người ta căn bản không nhìn rõ quỹ tích của trường thương kia. Lúc này hồn u đã hoàn toàn không dám khinh thường nữa, bị cụt tay khiến há ni biết thực lực của nữ nhân trước mắt này kinh khủng tới mức nào, nếu như còn dám khinh thường nữa thì kết quả sẽ không phải chỉ là cụt tay, mà là mất đầu rồi. Một tiếng hét thật to vang lên, hai mắt hồn u tức thì tối sầm,
tay trái hồn u vung vẩy về phía trước, sau đó chợt nắm chặt, trên tay hắn có một lưỡi hái màu đen xuất hiện, hồn u nắm lấy lưỡi hái màu đen, khí thế trên người hắn lập tức thay đổi đến kinh người. Tay trái hồn u chợt đảo qua, quét về phía mũi thương màu vàng kia. Phập! Hai bên thoáng tiếp xúc, hồn u lại lần nữa biến sắc, bởi vì cũng vào giây phút va chạm, lưỡi hái màu đen trong tay hắn lại xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa trường thương màu vàng với sức mạnh cực lớn đã trực tiếp đánh cho hắn bay ngược ra ngoài. Lúc này, trong mắt hồn u ngoài sự khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ, bởi vì lưỡi hái màu đen này của hắn chính là chí bảo của minh tộc U Liêm Nhận. Là đạo khí chuẩn, cao cấp hơn sợi xích quỷ u của hắn rất nhiều, không chỉ có vậy, U Liêm Nhận này còn được tạo nên bởi nguyên liệu cấp đạo khí, đột cứng của nó có thể không hề yếu hơn đạo khí, vậy mà bây giờ đã bị một thương của nữ tử thần bí trước mắt này phá hủy một cách đơn giản. Rốt cuộc nữ tử này là người phương nào? Rốt cuộc trường thương màu vàng này là thứ gì? Hồn u không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nữ tử kia giống như ma quái vậy, lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Cùng lúc đó một mũi thương lạnh lẽo lại xuất hiện một lần nữa với tốc độ cực nhanh, tốc độ ra tay lần này rất nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể mơ hồ thấy quỹ tích của thanh trường thương kia. Tuông mắt hồn u lóe lên vẻ tàn nhẫn, đúng lúc hắn chuẩn bị không che giấu thực lực của mình nữa, khi hắn chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực, Ma Kha đột nhiên xuất hiện phía sau nữ tử, sau đó đánh một quyền vào gáy nữ tử kia. Đương nhiên, hắn không thể nhìn hồn u bị giết hay là bị trọng thương. Bởi vì nếu như vậy thì hắn có thể sẽ thành người cô độc chiến trường cổ này. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn ra tay. Cảm nhận được phía sau lưng có hình phong mãnh liệt kéo tới, nữ tử lại nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui, nàng không tấn công hồn u nữa, mũi chân nhỏ khẽ nhón lên xoay về phía Ma Kha tung ra một quyền. Hai người vừa tiếp xúc, đồng tử trong mắt Ma Kha đã co rút kịch liệt, bởi vì sức mạnh của trường thương màu vàng lại khiến chân hắn thấy tê dại. Phải lùi lại ba bước, còn nữ tử kia chỉ lùi lại có một bước. Không chỉ có vậy, nắm tay và cả cánh tay hắn lại giống như huyền bảo của hồn u, cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Sắc mặt của Dương Diệp và Mục Quân cũng nghiêm trọng, đặc biệt là Dương Diệp. Lúc này, trong lòng hắn cũng rất chấn động, bởi vì hắn biết lực lượng và cơ thể mạnh mẽ của Ma Kha thế nào. Nữ tử trước mắt này có thể áp chế Ma Kha trên phương diện lực lượng, lại có thể phá được phòng ngự trên cơ thể Ma Kha. Rốt cuộc nữ nhân này là thánh thần phương nào? Là Liệt Thiên. Đúng lúc này Mục Quân nhìn nữ tử, trầm giọng nói. Ngươi là Vũ Thần. Vũ Thần. Nghe thấy hai chữ này, mọi người có mặt đều sục sôi. Vũ Thần, từ xa xưa tới nay, một khi Vũ Thần ra mặt, trong thiên hạ có ai dám so tài nữa? Vũ Thần tương đương với cấp bậc vô địch, đương nhiên, ngoại trừ thế hệ tổ sư của Kiếm Tông. Bây giờ, sau khi Kiếm Hoàng xuất hiện, mọi người không ngờ ngay cả Vũ Thần cũng xuất hiện. Vũ Thần ư, đây chính là sự tồn tại còn hiếm hoi hơn cả Kiếm Hoàng. Hơn nữa, mọi người càng không ngờ Vũ Thần thời đại này lại là một nữ nhân, nữ Vũ Thần. Có vẻ như còn chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử trên đại lục huyền giả. Có lời đồn đại rằng Liệt Thiên xuất hiện, không có vật gì không nứt, thậm chí đến cả trời xanh cũng có thể nứt ra. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Kha nhìn nữ tử kia, trầm giọng nói. Nữ tử nhìn Ma Kha nói. Mạnh mẽ đỡ một trưởng của ta chỉ lùi ba bước, ngươi cũng khá lắm. Sắc mặt Ma Kha có chút khó coi, từ trước tới nay chỉ có hắn nói như vậy với người khác, mà lúc này lại có thể có người nói ra bốn chữ ngươi cũng khá lắm này với hắn. Có điều lúc này hắn không hề phản bác lại, bởi vì cái gọi là thực lực mà nữ tử trước mắt này đang phơi bày thật sự rất lớn mạnh. Quan trọng nhất là cho tới giờ đối phương vẫn chưa thi triển ra bất cứ huyền kỹ nào mà chỉ dùng toàn là năng lực và tốc độ đơn giản, mà hai thứ cơ bản nhất này lại đánh hồn u đến mức không có chút lực phản kháng nào. Thực lực này, cho dù là Ma Kha cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Nữ tử xoay người nhìn về phía hồn u nheo mắt. Phú thần, trước đây hắn cũng chỉ nghe qua, bây giờ thật sự gặp được, hơn nữa còn từng giao đấu với đối phương. Hắn cho rằng cho dù gặp được Vũ Thần thì hồn u hắn cũng có thể đứng yên và chiến thắng, bây giờ dù cuồng vọng như hắn cũng không thể không thừa nhận nữ tử trước mắt này thật sự rất đáng sợ. Chính là bởi vì tốc độ và lực lượng mà nữ tử dùng để áp chế hắn, hắn mới phát hiện ra sự đáng sợ. Nữ tử không ra tay với hồn u nữa nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, thấy u minh quỷ hỏa trong lòng bàn tay Dương Diệp cùng với kiếm trận xoay tròn xung quanh, nữ tử này lại nhíu mày, trong mắt có vẻ kinh ngạc, nói.
U minh quỷ hỏa, kiếm ý tàn sát, kiếm ý sắc bén tinh khiết đơn thuần, ta cảm thấy một sự uy hiếp trên người người. Ngươi, là kiếm hoàng sao? Không phải. Dương Diệp nói. Kiếm hoàng vừa đi, nếu người tới sớm một chút là người có thể gặp được kẻ thù cũ của người rồi. Đáng tiếc, người đã đến muộn. Nữ tử ngẩn ra, nói. Ngươi lại không phải kiếm hoàng, thú vị thật. Nói đến đây, ánh mắt nữ tử chuyển qua người mục quân bên cạnh, nói. Nhân hoàng ấn, hàng long quyết, khí chất rồng chân chính trên người, không ngờ đến cả cái gọi là nhân hoàng cũng xuất hiện. Ngươi không đi tranh quyền bá chủ thiên hạ, sao lại tham gia vào tiềm long bảng? À, đúng rồi, chắc là muốn đoạt được vị trí số 1, sau đó thu phục huyền giả trên tiềm long bảng làm việc cho ngươi. Đúng. Mục quân cười nhạt một tiếng, nói. Ta cũng không ngờ Vũ Thần lại là một người không có danh tiếng, hơn nữa lại còn là một nữ tử, thực sự khiến người ta bất ngờ. Nói xem, người cũng muốn học theo những Vũ Thần thời xưa, muốn tranh giành vị trí số 1 tiềm long bảng, sau đó gây áp lực cho thiên tài của đại lục, danh truyền vạn cổ. Nếu là như vậy thì khó đấy. Danh truyền vạn cổ, khó sao? Nữ tử lắc đầu, nói. Chỉ cần là việc An Nam Tịnh ta muốn làm thì không có chuyện không làm được. An Nam Tịnh dứt lời liền đi về phía thiên môn, khi đi đến cửa thiên môn, nàng ta đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. 3 ngày sau tiềm long bảng mở cửa, các ngươi hãy nhìn tiềm long tháp đi. An Nam Tịnh dứt lời liền nhìn thoáng qua một góc trên tường thành một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi vào trong thiên môn. Trên tường thành, Lạc Tuyết đang đứng ở nơi hẻo lánh nào đó chợt ngẩn ra sau đó lắc đầu cười nói. Không hổ là Vũ Thần, cảm giác thật nhạy bén, thật là thú vị, ha ha. Khi An Nam Tịnh đi vào thiên môn, một chùm sáng màu xanh lục chợt hiện ra, chớp mắt đi tới trước mặt An Nam Tịnh nhưng cũng không thấy An Nam Tịnh ra tay thế nào, chùm sáng xanh lục kia đã ầm ầm vỡ vụn. Chùm sáng thứ hai hiện lên sau đó. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy An Nam Tịnh không tránh không né, mặc cho chùm sáng xanh lục kia rơi xuống người nàng ta, sau đó không có gì nữa. Chùm sáng màu xanh lục kia trực tiếp tiêu tán không thấy đâu. Mọi người chấn động. Chùm sáng thứ ba hiện lên tiếp đó, giống như trước, An Nam Tịnh vẫn không hề tránh né, để mặc cho chùm sáng kia rơi xuống người mình, sau đó tiếp tục đi về phía thiên môn, giống như chùm sáng kia chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này đây sắc mặt Ma Kha và Hồn U, còn có Mục Quân cũng nghiêm trọng, bọn họ biết rất rõ uy lực của thiên môn kia. Có thể, những đòn tấn công đỉnh cao của cường giả đỉnh cao trong cảnh giới linh giả kia không hề yếu, nhưng nữ tử này cứ như vậy mà đi tiếp. Thực lực quá mức quỷ dị và kinh khủng. Đây là suy nghĩ của ba người lúc này. Sau khi nữ tử đi vào thiên môn, ba người Ma Kha trầm mặc. Vũ Thần hiện giờ là đại diện cho điều gì, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Đại diện cho những huyền giả cùng cấp bậc hiện giờ dưới sự chèn ép của Vũ Thần. Mà ba người bọn họ thật bất hạnh, chính là đối tượng bị chèn ép. Còn về phần Dương Diệp sao? Dương Diệp hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần người gọi là Vũ Thần này không đến trêu chọc hắn, đối phương chèn ép ai cũng không liên quan gì tới hắn. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là thu được vận mệnh, sau đó cứu hiểu Vũ Tịch rồi nỗ lực tăng cường thực lực, sau đó cứu mẹ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn với vô địch cùng thời, danh truyền vạn cổ, chấn động thiên hạ các kiểu vẫn là để cho người khác làm đi. Dương Diệp ung dung liếc nhìn ba người Ma Kha, sau đó khởi động suy nghĩ hóa thành một đường kiếm quang rồi ngự kiếm mà đi, chuyển dịch biến mất trong tầm mắt ba người. Còn tiếp tục dây dưa nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì. Ba người Ma Kha có vẻ như cũng hiểu ra đạo lý này cho nên không hề đuổi theo đánh Dương Diệp, bọn họ đã thấy được thực lực của Dương Diệp. Nếu Dương Diệp muốn chạy thì ba người bọn họ hợp dực cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp. Dù sao thuật ngự kiếm không phải là hữu danh vô thực. Đương nhiên, điều này không có nghĩa và ba người bọn họ sẽ không giết Dương Diệp. Cuối cùng thì Dương Diệp vẫn sẽ đến tiềm long tháp, không phải sao? Một nơi trong rừng rậm, Dương Diệp đứng trước mặt một cây lớn, phía sau hắn có 10 bóng người đứng một cách yên tĩnh không hề động đậy, giống như là bất động, nếu như có người ngoài ở đây thì sẽ phát hiện. Bóng dáng 10 người này gần như hòa cùng với bóng của những cái cây quanh đó, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Dương Diệp xoay người, ánh mắt đảo qua từng người một, trong mắt có một sự khen ngợi, 10 người này được tuyển chọn kỹ càng khi hắn tới cổ vực thành, 10 người là 10 sát thủ tinh nhuệ nhất trong đám sát thủ,
thực lực và các phương diện khác đều mạnh nhất. Từ việc bọn họ ám sát huyền giả ma tộc ở cố vực thành một cách sắc bén cũng có thể thấy được. Các ngươi rất khá. Dương Diệp gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào nam tử ở giữa Lãnh Quân và Lãnh Ngân, trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu đen, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh đoản kiếm, tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng ánh mắt kia lại cực kỳ lạnh lùng và sắc bén. Sở dĩ hắn chú ý tới nam tử này là vì lúc ở dưới cổ vực thành, thân thủ của nam tử này không hề yếu hơn Lãnh Quân và Lãnh Ngân, thậm chí còn mạnh hơn là đằng khác, bởi vì một mình hắn đã ám sát được 4 tên huyền giả trong thời gian chưa đến 5 hơi thở, hơn nữa đều là một kiếm thắng cổ họng, không hề dây dưa. Người tên là gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử ngẩn ra, hiển nhiên hắn không ngờ Dương Diệp lại chú ý đến hắn, sau khi hoàn hồn lại mới vội vàng nhẹ nhàng thi lễ với Dương Diệp, sau đó nói. Bấm kiếm chủ, tại hạ Trương Liễu. Dương Diệp mỉm cười nói. Lúc trước từng thấy ngươi ra tay, thực lực của ngươi rất tốt, thậm chí khiến ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Trương Liễu cười khổ lắc đầu, nói, hát. Thực lực của kiếm chủ phi phàm, dùng lực của một người mà chiến đấu với 4 tuyệt thế thiên tài đương đại, còn dùng thân phận kiếm tu đánh bại kiếm hoàng, Trương Liễu sao có thể uy hiếp được kiếm chủ. Liễu nói không sai. Lúc này một bóng đen đi ra, khẽ thi lễ với Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm chủ, ta tên Dạ Vẫn, là người trẻ tuổi xê nhất trong các huynh đệ chúng ta, đương nhiên cũng thông minh nhất. Dương Diệp mỉm cười, nói. Có thông minh nhất hay không thì ta không biết, có điều từ những lời này của ngươi, ta biết ra mặt ngươi tuyệt đối là dày nhất trong số mọi người. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì nhất thời thấy buồn cười, thậm chí có vài người còn cười thành tiếng. Thiếu niên tên Dạ Vẫn đảo đôi mắt liếc một cái, có chút bất lực. Lúc này Dương Diệp trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nhấc hai tay lên, huyền khí khẽ động, từ trong cơ thể hắn lập tức có 10 sợi tơ màu đen bay ra, sau đó hòa nhập vào cơ thể của 10 người. 10 người bọn họ sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại, gương mặt dâng lên vẻ kích động, trong mắt lại lộ vẻ khó hiểu. Bởi vì Dương Diệp đã trả lại cho bọn họ phần linh hồn mà bọn họ bị khống chế, cũng tức là từ giờ phút này, bọn họ không hề bị Dương Diệp khống chế nữa. Kiếm chủ, vì sao? Trương Liễu có chút kích động nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Không vì gì cả, ta thích cho nên Kiền làm như vậy. Bây giờ mọi người có thể lựa chọn tiếp tục đi cùng ta, cũng có thể chọn rời đi. Đương nhiên ta hy vọng mọi người có thể theo ta, dù sao ta cũng rất cần mọi người. Sở dĩ Dương Diệp làm vậy là vì có nguyên nhân, dưới cổ vực thành, hắn bị 4 người bao vây tấn công, lúc hắn bảo huyền giả của Nam vực rời đi cũng âm thầm ra lệnh cho 10 người này rời đi, nhưng 10 người này lại không hề rời đi, hơn nữa còn chuẩn bị ra tay, chỉ là hắn mạnh mẽ ép xuống cho nên 10 người này mới không ra tay mà thôi. Khi đó, một mình hắn đối mặt với 4 đại thiên tài tuyệt thế, đừng nói người khác, ngay cả bản thân hắn cũng ôm lòng liều chết. Hắn biết nếu như 10 người này ra tay, 10 người bọn họ tuyệt đối sẽ chết chắc, Ma Kha, Hồn U và cả Mục Quân thật sự là rất biến thái, ám sát hầu như đều vô hiệu đối với bọn họ. Dương Diệp cũng biết 10 người này hiểu nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối sẽ chết. Nói chung vào khoảnh khắc đó, Dương Diệp có một sự cảm động, đúng vậy, Dương Diệp hắn cũng có người bằng lòng đồng sinh cộng tử với hắn. Ân tình này hắn ghi lòng tạc dạ, hắn không hy vọng bất kỳ thứ gì làm vấy bẩn ân tình này, cho nên hắn trả lại linh hồn cho bọn họ. Mọi người ở đó đều trầm mặc. Một lát sau Dạ Vẫn mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói. Kiếm chủ, thực ra ban đầu, huynh đệ chúng ta theo ngài chủ yếu là bởi vì bị ngài khống chế linh hồn, còn nữa, bọn ta muốn thông qua ngài để thu được càng nhiều tài liệu tu luyện hơn. Thế nhưng dưới cổ vực thành, nhìn thấy ngài vì huyền giả Nam vực mà một mình chiến đấu với 4 đại thiên tài đương thời, lúc đó ta đã tự nói với chính mình, ngài đáng để cho ta đi theo. Đồng thời ta tin rằng chỉ có theo ngài thì ta mới có thể báo được thù. Ta cũng nghĩ như giả. Lúc này, Trương Liễu ở bên cạnh cũng nói. Trong tất cả huyền giả nhân loại, kẻ khiến cho Trương Liễu ta kính nể chỉ có kiếm chủ ngài. Tính cách ngài có chút ích kỷ, thế nhưng đó chẳng qua là đối với người ngoài, đối với người mình thì ngài vẫn là một người rất nặng tình. Từ việc ngài làm cho những huyền giả kia dưới cổ vực thành, còn cả hành động trước đó, ta đã biết ta không nhìn nhầm người. Dạ nói không sai, theo kiếm chủ ngài thì chúng ta mới có cơ hội báo thù, cho nên ta chọn đi theo ngài. Lãnh Quân cũng lên tiếng. Ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng vậy,
10 người có mặt ở đó đều lựa chọn tiếp tục đi theo Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Các ngươi gánh trên vai mối thù sâu như biển, Dương Diệp ta cũng vậy, kẻ địch của chúng ta đều lớn mạnh như thế, nhưng ta có lòng tin ngày sau thế gian này sẽ không còn kẻ địch của chúng ta nữa. Ngày sau, thế gian này sẽ không còn kẻ địch của chúng ta nữa. Mọi người thi lễ với Dương Diệp một cái, sau đó đồng thanh nói. Nhìn mọi người, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia dao động, mình cũng bắt đầu có bằng hữu, cũng bắt đầu có huynh đệ rồi sao? Mình lại có thêm người cần phải bảo vệ rồi sao? Tuy có thêm một phần trách nhiệm nhưng trong lòng Dương Diệp không hề căm phẫn chút nào, ngược lại còn có một cảm giác khác lạ. Lắc đầu, Dương Diệp khẽ động cổ tay, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn, hắn nói. Đây là một quyển huyền kỹ thân pháp địa cấp, tên là Ấn Phân Thân, huyền kỹ thân pháp này đã không còn mấy tác dụng đối với ta, thế nhưng đối với các ngươi chắc là có tác dụng, đặc biệt là phối hợp với huyền kỹ thân pháp kỳ lạ kia của các ngươi thì nó tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khiếp. 10 người các ngươi cùng nhau tu luyện đi. Được. 10 người không hề từ chối. Còn nữa, Dương Diệp tiếp tục nói. Các ngươi đã lộ mặt rồi. Chắc là Ma Kha và người của Minh tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bọn chúng nhất định sẽ điều tra về các ngươi, nếu Ma Kha để ý tới các ngươi vậy thì các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Về chuyện này, ngài không cần phải lo lắng. Lúc này Dạ Vẫn đột nhiên nói. Nữ vũ thần kia từng nói 3 ngày sau sẽ mở Tiềm Long Tháp ra, cũng tức là trong khoảng thời gian này Ma Kha nhất định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị chuyện tranh giành thứ hạng thiên tài yêu nghiệt sau khi Tiềm Long Tháp mở ra, theo chúng ta nghĩ. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thế nhưng so với Tiềm Long Tháp, hắn nhất định sẽ đặt tâm tư lên Tiềm Long Tháp. Cho nên cùng lắm hắn cũng chỉ phái những tinh anh của ma tộc đến giết chúng ta. Nhưng các ngươi không hề sợ tinh anh ma tộc, đúng không? Dương Diệp cười nói. Đám tinh anh ma tộc chẳng qua chỉ là con mồi tốt nhất để các ngươi luyện tập, đúng không? Kiếm chủ anh Minh. Dạ Vẫn cười nói. 10 huynh đệ chúng ta đã là đỉnh cao của cảnh giới vương giả, muốn tăng thực lực thêm một bước thì phải có con mồi để luyện tập, mà huyền giả của ma tộc và hồn tộc vừa hay, cho nên kiếm chủ đừng lo lắng cho đám huynh đệ chúng ta. Nếu kiếm chủ thật sự lo lắng vậy thì hãy trang bị cho huynh đệ chúng ta vài bộ đồ tốt tốt chút đi, nói thật quần áo chúng ta mặc trên người, vũ khí chúng ta cầm trên tay thật sự có chút tồi tàn. Câu này hay nhất, đây mới là mục đích thật sự của ngươi đúng không? Dương Diệp nói. Nghe vậy Dạ Vẫn nhếch miệng cười nói. Kiếm chủ anh Minh. Bớt xu nịnh đi. Dương Diệp cười mắng một câu, sau đó nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, đừng chết trong tay huyền giả của ma tộc và minh tộc, ta sẽ làm trang bị của các ngươi cho các ngươi, cố gắng tăng cường thực lực của bản thân, ta có dự cảm tương lai đại lục sẽ rất không thái bình, nếu không có thực lực, e là ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề của chúng ta, càng đừng nói đến báo thù. Dạ Vẫn nghe vậy cũng không cười nữa, nghiêm túc nói. Kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng tăng cường thực lực, theo sát bước chân của ngài, sẽ không để ngài bỏ rơi chúng ta quá xa. Nếu không, nếu như chúng ta lạc mất bước chân của ngài, huynh đệ chúng ta nào còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn cùng với ngài. Cho nên ngài yên tâm, chính vì như vậy cho nên chúng ta cũng sẽ liều mạng cố gắng tăng cường thực lực. Trương Liễu cũng gật đầu nói. Kiếm chủ, tuy Dạ Vẫn nói có chút hoa mỹ. Thế nhưng ý của hắn cũng là ý của bọn ta. Bọn ta biết ngài là yêu nghiệt chân chính, ngày sau nhất định ngài sẽ bay lên trời cao, sau đó bỏ xa chúng ta lại phía sau, thế nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết mình để theo bước chân ngài một cách tối đa. Dương Diệp gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất, được rồi, để nâng cao tính tích cực tăng cường thực lực cho các ngươi, ta quyết định trong tương lai, ai giết được nhiều huyền giả của ma tộc và minh tộc nhất. Lại không chịu bất cứ vết thương nào thì ta sẽ thưởng cho người đó 5.000 viên đá năng lượng, 10 lá phù phòng hộ cực phẩm các loại. Đột nhiên Dương Diệp hơi ngừng giọng, bởi vì 10 người trước mặt hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đứng ngẩn người ra, lắc đầu cười nói. Thật đúng là không có tiền đồ, chỉ có 5.000 viên đá năng lượng và 10 tấm bùa phòng vệ cực phẩm các loại mà thôi, vậy mà các ngươi đã chấp nhận rồi sao? Thật là mất mặt mà. Dương Diệp là người ăn no. Không hiểu được nỗi khổ của người đói, 5.000 viên đá năng lượng và 10 tấm bùa phòng vệ cực phẩm các loại, 5.000 viên đá năng lượng thì không tính là gì, nhưng phù cực phẩm kia thì ghê gớm lắm, đó là cực phẩm đấy, hơn nữa còn là 10 tấm các loại, đây tuyệt đối là một khoản tiền cực lớn. Làm sao bọn họ có thể không động lòng chứ?
Đương nhiên nguyên nhân lớn hơn vẫn là 10 người bọn họ muốn đọ sức một phen, trước đây không có cái cớ và lý do, nếu đọ sức thì vô cùng dễ làm tổn thương tình cảm, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ có một lý do và cái cớ rất tốt. Một hồi sau, Dương Diệp mỉm cười, đột nhiên nụ cười hắn cứng đờ, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trước trán mình, lập tức có một lọn tóc từ trên đầu hắn rơi vào bàn tay hắn. Thấy tóc trong tay đã bạc trắng, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Một lát sau hắn lắc đầu, thoáng cái biến mất, cho dù là thọ mệnh có hết hắn cũng phải cứu được Hiểu Vũ Tịch. Nhưng vẫn may, Tiềm Long Tháp sắp mở cửa rồi. Hắn không phải sợ chết mà sợ sau khi hắn chết sẽ không có ai có thể cứu được Hiểu Vũ Tịch nữa rồi. Tin tức một mình Dương Diệp chiến đấu với bốn đại thiên tài, còn đánh bại Kiếm Hoàng đương thời giống như trận gió xoáy lập tức cuốn ra toàn bộ đại lục huyền giả. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất vẫn là Dương Diệp lấy thân phận của kiếm tu chiến thắng Kiếm Hoàng đương thời. Kiếm tu chiến thắng Kiếm Hoàng đây là chuyện chưa từng xuất hiện trên toàn bộ đại lục huyền giả. Trước đây, Kiếm Hoàng là danh hiệu cao nhất của các kiếm tu, cũng là đại diện cho người mạnh nhất trong kiếm tu. Mà bây giờ một tên kiếm tu đánh bại Kiếm Hoàng, điều này đại diện cho cái gì? Rất nhiều kiếm tu mê mang, Kiếm Hoàng có thể là danh hiệu linh thiêng nhất trong lòng bọn họ, mỗi một vị kiếm tu đều lấy Kiếm Hoàng làm vinh quang. Nói cách khác Kiếm Hoàng chính là đại diện cho kiếm tu trong thiên hạ. Nhưng mà bây giờ, Kiếm Hoàng, chí cao vô thượng, thiêng liêng nhất trong lòng bọn họ lại bị người đánh bại, hơn nữa đánh bại Kiếm Hoàng còn là một tên kiếm tu. Bọn họ nên bi ai, hay là nên hưng phấn đây? Bi ai là Kiếm Hoàng lại bị đánh bại, hưng phấn là vì thì ra có thể đánh bại Kiếm Hoàng. Cho dù như thế nào, vào giờ phút này toàn bộ huyền giả thế hệ trẻ của đại lục huyền giả đều biết tên một người đó là Dương Diệp. Kiếm Tông, Thanh Phong Cốc. Trên một tảng đá lớn trong Thanh Phong Cốc, một nữ tử váy trắng lẳng lặng đứng yên, nữ tử có lông mày như dạng núi xa, mặt như phù dung, gương mặt tuyệt thế, mái tóc dài phủ lên vai lẳng lặng đứng ở trên tảng đá lớn, gió nhẹ thổi tới mặt khiến cho một lọn tóc bên tai nữ tử khẽ bay phấp phới. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn chăm chú vào hướng bắc, giống như đang nhìn cái gì đó, lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Nữ tử cứ đứng trên khối đá lớn gần hai canh giờ. Đợi đến khi ánh sáng màu đỏ phía xa nhạt dần, nàng mới thu hồi ánh mắt lại. Đột nhiên, nàng nhíu mày, tay ngọc sờ lên chỗ phần bụng đã nhô cao nhìn rất rõ ràng, nàng dịu dàng xoa bụng, gương mặt lạnh lùng của nàng hiện ra một vẻ ôn hòa hiếm thấy. Một lát sau, ánh mắt của nữ tử lại một lần nữa nhìn về hướng bắc. Đôi môi nàng mở ra, khẽ lẩm bẩm nói. Ta, chúng ta đều chờ ngươi. Bách Hoa Cung, đáy vực tuyệt tình nhai. Một người một mình chiến đấu với bốn đại thiên tài đương thời, còn đánh bại Kiếm Hoàng đã nhận được vỏ kiểm cổ thần bí công nhận, đồng thời còn có được linh vật thiên địa thần bí. Trước mặt Phượng Ngọc là một nữ tử đang xem quyển sách cuộn và chậm rãi thì thầm. Lúc này, sắc mặt của Phượng Ngọc tốt hơn rất nhiều, bởi vì không biết vì sao gần đây Lãnh Ngọc mỗi ngày thường cho nàng nếm mùi đau khổ đã bị điều đi, trưởng lão hình đường mới được đổi đến lại khiến cho nàng thật sự giật mình, bởi vì đối phương chẳng những không có hành hạ nàng. Mà mỗi ngày còn chữa thương cho nàng, đồng thời thường nói một số chuyện liên quan tới Dương Diệp cho nàng nghe. Điều này làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ không hiểu nổi, tuy nhiên cũng không sao cả. Dù sao, chỉ cần nàng có thể nghe được tin tức liên quan tới Dương Diệp là đủ rồi. Dần dần, trên mặt Phượng Ngọc lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao nhi tử của mình cũng không tầm thường, chẳng qua chỉ sợ rằng mình sẽ không đợi không được đến lúc gặp hắn rồi. Sau khi nhận được tin tức Dương Diệp đánh bại Kiếm Hoàng, sáu thế lực lớn không hẹn đều cùng giữ im lặng, bởi vì bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là kẻ mà bọn họ muốn bóp nặn thì có thể bóp nặn được nữa. Vì sao? Bởi vì lấy thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp, chỉ cần hắn tranh thủ tiến vào bảng xếp hạng trên Tiềm Long bảng, như vậy ba đại tông môn cửu phẩm của Trung Vực nhất định sẽ mở rộng cửa lớn đón hắn. Chỉ cần Dương Diệp gia nhập tông môn cửu phẩm, bọn họ cũng chỉ có thể đành chịu bó tay không làm gì được. Tuy nhiên, cũng chẳng sao cả. Cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt hơn nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ cảnh giới vương giả, đừng nói chỉ là cảnh giới vương giả, cho dù hắn là cảnh giới hoàng giả thì đã sao? Một cảnh giới vương giả mà vọng tưởng muốn lật đổ được bọn họ à? Nói đùa sao? Nhưng trong lòng các nhân vật cao cấp của sáu thế lực lớn vẫn hơi bối rối, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể yêu nghiệt như thế. Thậm chí ngay cả Kiếm Hoàng đạt được kiếm ý tầng 8 cũng có thể đánh bại. Đặc biệt là sau khi Kiếm Tông biết được tin tức Dương Diệp đánh bại Kiếm Hoàng,
toàn bộ bầu không khí bên trong kiếm tông lập tức có phần kỳ lạ. Bọn họ không biết nên phẫn nộ hay là nên vui mừng. Phẫn nộ là vì kiếm tông đã bỏ qua Dương Diệp, bỏ qua một kiếm tu đánh bại kiếm hoàng, hay là nên vui mừng vì vị kiếm tu đánh bại kiếm hoàng này đã từng là đồng môn của bọn họ, từng tu luyện cùng bọn họ. Bất kể là loại nào, dù sao sau khi tin tức Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng được truyền về trong kiếm tông, chỗ ở của Dương Diệp trước kia được dọn sạch, để trống, bởi vì không có người nào dám ở bên trong nữa. Còn nữa, chuyện Dương Diệp đã từng làm đệ tử tạp dịch cùng với lén tu luyện ở Thanh Phong Cốc đã dần dần được truyền rộng trong kiếm tông. Không nghĩ tới hắn lại có thể đánh bại kiếm hoàng. Trời ơi, trước đây hắn từng làm đệ tử tạp dịch với ta đấy. Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng này thật sự là Dương Diệp mà chúng ta quen biết kia sao? Lúc này mới bao lâu chứ? Đầu tiên là đoạt được vị trí đứng đầu Thanh Vân Bảng, bây giờ lại đánh bại kiếm hoàng, ngoại trừ tổ sư ra, trong lịch sử kiếm tông hình như cũng không ai có thể làm được thành tựu như hắn đâu. Chẳng qua, tại sao tông môn muốn trục xuất hắn ra khỏi kiếm tông, nếu như cho hắn một chút thời gian nữa, hắn nhất định có thể dẫn dắt kiếm tông chúng ta đi lên mà. Ta mà lại là đồng môn của kiếm tu đánh bại kiếm hoàng. Cho dù là chuyện trước kia nhưng cũng đã từng có, ha ha. Ôi! Nếu như tông môn không trục xuất hắn ra khỏi kiếm tông, có hắn ở đây, các thế hệ trẻ của Nam vực còn ai có thể địch lại kiếm tông của ta? Ôi, thật đáng tiếc. Đáng nhắc đến là chuyện Dương Diệp bị kiếm tông trục xuất khỏi kiếm tông cũng giống như bệnh dịch, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nam vực. Sau đó toàn bộ huyền giả Nam vực cùng các thế lực lớn đều vui mừng khi người khác gặp họa. Đương nhiên, quan trọng hơn là tất cả nhân vật cao cấp của kiếm tông được một biệt hiệu gọi là có mắt không trọng. Cũng chính bởi vì chuyện này một ít thế gia đã bắt đầu gọi đệ tử kiếm tông của gia tộc về, bởi vì theo bọn họ, con cháu của gia tộc mình ở trong một tông môn như vậy, cho dù có thiên phú chỉ sợ cũng sẽ bị mai một. Có thể nói, chuyện Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng này mang đến cho kiếm tông ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Các nhân vật cao cấp của kiếm tông lại vẫn duy trì im lặng, không làm bất kỳ ý định bù đắp nào, mặc cho đệ tử kiếm tông trôi nổi, mặc cho lời đồn đại lưu truyền bên ngoài gây bất lợi cho kiếm tông. Giống như không nghe, không nhìn thấy. Điều này khiến cho mấy thế lực lớn khác cảm thấy không hiểu cùng nghi ngờ. Tổng bộ công hội Phù Văn Sư. Lúc này, mấy vị đại lão Phù Văn Sư đang ngồi trong một gian đại sảnh, mọi người đều im lặng. Một lúc sau, Bạch Sơn ngồi ở vị trí dẫn đầu khẽ thở dài nói. Lấy khí chất cao ngạo của tiểu tử kia, hắn tuyệt đối sẽ không ăn cỏ ở máng cũ đâu. Cũng đành thôi vậy. Có mối quan hệ của Lâm Sơn ngươi cùng với muội muội của hắn ở đây, cho dù hắn không trở lại công hội Phù Văn Sư nhưng mọi người cũng sẽ không trở thành kẻ thù, chẳng qua là đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Nghe hắn nói vậy, mấy lão nhân cũng lắc đầu, trong mắt lộ vẻ đáng tiếc hoàn toàn không che giấu. Nếu như nói không hối hận thì chính là gạt người, chẳng qua bây giờ nói gì nữa thì cũng đã quá muộn. Bên ngoài đại sảnh, hai nữ hài ngồi bên trên thềm đá. Bảo Nhi. Muội nghe được không, ca ca ta đánh bại kiếm hoàng gì đó, hừ, chờ hắn trở về, hắn nhất định có thể cứu mẫu thân ra, sau đó cả nhà chúng ta lại đoàn tụ. Dừng, đánh bại kiếm hoàng thì rất giỏi sao, ta cũng có thể mà, chỉ với một bùa lớn siêu cấp, ta bảo đảm nhất định có thể khiến cho nàng ta nô bay lên. Chắc không thể làm được đâu, ta nghe bọn họ nói kiếm hoàng rất lợi hại. Người đó rất lợi hại phải không? Nếu như lợi hại... Ta lại lấy ra hai bùa chú siêu cấp, hai bùa chú nhất định có thể khiến nàng nổ bay, phải biết rằng một bùa chú siêu cấp quả thật có thể khiến cho một huyền giả cảnh giới linh. Giả nổ tung đến xương cốt không còn, hai cái nhất định có thể nổ chết nàng, nếu như hai không được, ta lại lấy ra ba, bốn cái hừ, dù sao ta cũng có rất nhiều. Một lát sau, Bảo Nhi, ta nhớ mẫu thân, nhớ ca ca. Im lặng hồi lâu. Ta cũng nhớ tạp dịch, hừ. Đi cổ vực thành gì đó chơi cũng không dẫn theo ta, là sợ ta kéo chân sau của hắn sao? Thật đúng là tức chết ta. Không được, giao, đi, chúng ta đi Tây Thành chơi đi, ta nghe nói vương gia ở Tây Thành kia rất kiêu ngạo, chúng ta đi cho hắn nổ tung, để cho hắn khiêm tốn lại. Chấm. Tiên khách cư. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhìn lá thư trong tay, khóe miệng dần dần cong lên, hiện ra nụ cười xinh đẹp và quyến rũ nói. Một người chiến đấu với bốn đại thiên tài, còn đánh bại kiếm hoàng đương thời. Ha ha, không hổ danh là nam nhân mà Tần Tịch Nguyệt ta coi trọng. Vừa nói dứt lời, vẻ tươi cười trên mặt nữ tử lại biến mất, sau đó nàng nói. Thanh,
thông báo xuống phía dưới, bảo tất cả thành viên của tổ chức U Linh chú ý chặt chẽ đến 6 thế lực lớn, đặc biệt là Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung, nếu như bọn họ có động tĩnh gì khác thường, phải lập tức báo cho ta biết ngay. Dạ. Trong bóng tối truyền ra giọng nói của nữ nhân. Cổ Vực Thành, Tụ Bảo Trai. Nhìn thi thể con rồng xanh cực lớn trước mắt, ánh mắt An Bích như nghiêm trọng. An phu nhân, thi thể này có thể bán bao nhiêu tiền? Dương Diệp cười nói, bây giờ hắn quả thật cần tiền gấp, dù sao hắn cũng phải chuẩn bị trang bị cho đám người lãnh quân, Trương Liễu, những trang bị kia đương nhiên là phải lựa chọn loại tốt nhất. Bởi vì thực lực cùng thiên phú của 10 người cực kỳ mạnh mẽ, ngày khác nhất định có thể cùng hắn kiêu ngạo với thiên hạ. An Bích như không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Không thể không nói, Dương công tử thật sự làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Kiếm hoàng đương thời xuất thế, còn chưa thi triển oai phong đã bị Dương công tử đánh bại, còn chọc cho vỏ kiếm cổ thần bí kia phải hiện thân cứu chủ, không thể không nói, Dương công tử thật sự làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Dương Diệp mỉm cười nói. Xin đừng khen ta nữa, An phu nhân vẫn nên báo giá về xác của con rồng này đi. Cả thân của con rồng này đều là bảo bối, chỉ và không thể lấy bán được. An Bích như nói. Vì sao? Người muốn An gia ta trêu chọc tộc Thanh Long này sao? An Bích như nói. Long tộc cực kỳ kiêu ngạo, nếu để cho bọn họ biết thành viên của bọn họ bị nhân loại đưa đi giao bán, hoặc giao dịch, bọn họ nhất định sẽ đánh tới không chết không dừng. Cho dù An gia ta không khiếp sợ, nhưng thật sự không cần thiết phải vô duyên vô cớ trêu chọc vào kẻ địch mạnh như vậy. Sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm trọng, nữ tử này cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm do nàng ta mang lại cho hắn còn mạnh so với đám người Ma Kha rất nhiều. Nữ tử đi tới trước mặt đám người Ma Kha và Dương Diệp, ánh mắt nhìn bốn người với vẻ dựng dựng, nói tránh ra. Sau hai ngày, 15 thanh đoản kiếm màu đen với hình dạng hơi khác thường xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là đoản kiếm dựa theo yêu cầu của ngươi, sử dụng hàm răng của ứng long làm ra. An Bích như nói, hàm răng của ứng long vốn vô cùng sắc bén. Ngoài ra, ta còn thay người thêm vào một ít nguyên liệu đặc biệt, cho nên đoản kiếm này cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng đánh vỡ huyền giáp hạ phẩm địa cấp. Nếu như người sử dụng có thực lực không tệ, cho dù là huyền bảo thiên cấp hạ phẩm cũng có thể phá vỡ. Thêm một ít nguyên liệu đặc biệt sao? Dương Diệp hỏi, An Bích như gật đầu, nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chắc là để cho sát thủ sử dụng đoản kiếm này, đúng không? Dương Diệp gật đầu, không hề giấu giếm, cũng giấu không được. Dù sao trước đây, lúc 10 sát thủ xuất hiện ở dưới cổ vực thành, ám sát huyền giả ma tộc đã có vô số người nhìn thấy. Thêm một ít kịch độc, một khi bị loại chất độc này dính vào, nếu như không có giải dược cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng không chống đỡ được, đây không chỉ có như vậy, độc này còn có tính ăn mòn, có lực phá hoại rất mạnh đối với huyền bảo. Cho sát thủ sử dụng là thích hợp nhất. An Bích như nói. Dương Diệp nghe vậy thì rất vui mừng, sau đó hắn thu đoản kiếm vào nói. An phu nhân, đa tạ. Chuyện như vậy là xong rồi sao? An Bích như lắc đầu, sau đó nói. Ở đây có mấy món đồ là cho ngươi. Lên Tiềm Long Tháp có lẽ có thể giúp đỡ cho ngươi được phần nào. An Bích như vừa nói dứt lời, ngón tay nàng thoáng động, lập tức 6 món huyền bảo xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy được 6 món huyền bảo này, Dương Diệp không thể bình tĩnh lại rồi. Món huyền bảo thứ nhất là một thanh kiếm xương, đúng vậy, toàn thân thanh kiếm tất cả đều được làm thành từ xương rồng. Dài 3 thước, chiều rộng 2 ngón tay, hai bên lưỡi kiếm hiện lên dạng răng cưa, ngoài ra không có bất kỳ trang sức hoa lệ nào. Chính là đơn giản như vậy, một thanh kiếm xương. Nhưng Dương Diệp vừa liếc mắt nhìn đã thích thanh kiếm này, không có gì khác chỉ là thích sự đơn giản và trực tiếp của nó mà thôi. Đây là sử dụng xương cổ của ứng long làm ra, là phần cứng nhất trên thân của ứng long. An Bích như nói, ta đã thêm gần 100 loại huyền thạch thiên cấp thượng phẩm vào trong, nó không có công hiệu đặc biệt nào, chỉ có một thứ đó chính là đặc biệt cứng, cho dù tà đạo khí cũng đừng mong dễ dàng hủy diệt nó. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra một ngọn lửa nhanh chóng hiện ra, sau đó ghé người lên thanh kiếm xương rồng. Trong phút chốc, thanh kiếm xương rồng lập tức trở thành một thanh hỏa kiếm, kiếm xương rồng bị u minh quỷ hỏa bao vây, lập tức hiện ra màu đỏ thẫm kỳ lạ, trong đó một chất lỏng màu đỏ lập tức hiện ra, ở trên thân kiếm xương rồng không ngừng lưu chuyển, vô cùng kỳ lạ, thần bí. Khi u minh quỷ hỏa của Dương Diệp xuất hiện,
lập tức có một phụ nhân xinh đẹp xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh An Bích Như. Phụ nhân xinh đẹp nhìn U Minh Quỷ Hỏa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, An Bích Như lại có vẻ rất bình tĩnh, chẳng qua trong mắt chỉ hơi tò mò. Một lát sau, dưới sự thiêu đốt của U Minh Quỷ Hỏa, thanh kiếm xương rồng này chỉ đỏ lên một chút, hoàn toàn không hư hỏng gì. Đương nhiên đây là do Dương Diệp chưa hoàn toàn phóng ra hết lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa, nếu không đừng nói là thanh kiếm xương rồng, cho dù món đạo khí khác sợ rằng cũng chịu không nổi. Mặc dù không hoàn toàn phóng ra hết lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa, nhưng thanh kiếm xương rồng này cũng khiến cho Dương Diệp hết sức hài lòng. Đây là linh vật thiên địa sao? Lúc này, An Bích Như đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Một vị tiền bối tặng cho. Dương Diệp nói xong lại thu hồi U Minh Quỷ Hỏa. An Bích Như, một tiếng, nàng rất thông minh không lựa chọn hỏi tiếp. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn còn nghi vấn, tiền bối trong miệng Dương Diệp là ai? Vậy mà lại có thể tặng linh vật thiên địa cho người khác, đương nhiên nàng quan tâm hơn là thực lực của đối phương, người có thể thu phục linh vật thiên địa thì có thể yếu được sao? Dương Diệp thu thanh kiếm xương rồng đã làm xong vào trong nạp giới, sau đó ánh mắt rơi vào các huyền bảo còn lại. Bốn món huyền bảo còn lại theo thứ tự là hai găng tay hình móng rồng và giày rồng. Đây là sử dụng bốn móng của bản thể ứng long làm ra. An Bích Như giải thích. Hai móng rồng cực kỳ sắc bén, còn sắc bén hơn thanh kiếm xương rồng kia của người rất nhiều, bởi vì ta thêm một loại linh thạch cấp chuẩn đạo khí tên là bí tinh thạch vào trong, dưới sự cường hóa của bí tinh thạch, móng rồng vốn dĩ đã cực kỳ sắc bén này lại càng thêm kinh khủng. Có thể nói thế này, cho dù là huyền giáp thiên cấp hạ phẩm nó cũng có thể dễ dàng xé ra được. Hai tay Dương Diệp vẫy một cái, hai móng rồng lập tức bay vào trong tay hắn, tiếp theo đó hoàn toàn dung hợp cùng hai tay của hắn, chưa kịp vui mừng hai tay của hắn lại giống như móng rồng, nhẹ nhàng vung lên, một tiếng xé gió gấp lập tức vang vọng ở nơi đây. Thật sắc bén, thật mạnh. Dương Diệp nhìn móng rồng trên tay mình và trầm giọng nói. Đương nhiên là mạnh rồi. An Bích Như cười nói. Nếu như ngươi có thể lấy U Minh Quỷ Hỏa bao quanh móng rồng này cùng với thanh kiếm xương rồng, vậy thì có thể ngăn cản liệt thiên thương trong tay An Nam Tĩnh kia. Đương nhiên, quan trọng vẫn là phải xem ngươi vận dụng U Minh Quỷ Hỏa như thế nào, nếu không móng rồng cùng với thanh kiếm xương rồng cũng không chống đỡ nổi liệt thiên thương kia. Dương Diệp liếc mắt nhìn An Bích Như, sau đó ánh mắt rơi lên giày rồng kia. Ta cho ngươi huyền bảo này cũng thấy hơi luyến tiếc. Lúc này, An Bích Như khẽ cười, nói. Có thể nói, đây là huyền bảo mạnh nhất trong mấy món này, cũng là một món có tác dụng lớn nhất. Dương Diệp nói. Mong được nghe phu nhân giải thích rõ ràng. Đây là giày tăng tốc độ, không cần huyền khí gia tăng lại có thể nâng cao tốc độ của ngươi gấp 3 lần. Nếu như người gia tăng huyền khí vậy có thể trong nháy mắt nâng cao tốc độ của người lên gấp 5 lần. Không chỉ có như vậy, nó còn có công hiệu giống như móng rồng, đó chính là cực kỳ sắc bén, có thể dùng để đối. Địch, đương nhiên, còn có một điều quan trọng nhất, đó chính là trong giày này cô ta đã vẽ một bộ huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm tên là Vạn Dặm trong nháy mắt, chỉ cần thi triển nó thì có thể trong nháy mắt nâng cao tốc độ của người lên gấp 10 lần, ý nghĩa của tốc độ tăng gấp 10 lần như thế nào người chắc hẳn là biết rất rõ ràng. Đương nhiên, nó cũng tiêu hao rất nhiều huyền khí, cho dù là lượng huyền khí dự trữ của một huyền giả cảnh giới. Dương Diệp động lòng, đúng vậy, hắn thật sự động lòng. Tốc độ được tăng lên gấp 10 lần, nếu như cộng thêm cửu U Hàn Phong vậy cho dù là tốc độ của cường giả cảnh giới linh giả cũng không đuổi kịp hắn. Hoặc chỉ cần hắn muốn, dưới một đòn dùng hết sức của hắn, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng có thể bị hắn giết chết trong nháy mắt. Động lòng thì lập tức hành động luôn, Dương Diệp dứt khoát đi giày vào, cảm giác hoàn toàn không khó chịu, tất cả đều rất hoàn. Mỹ! An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, chỉ nâng chén trà lên khẽ nhấp một hớp nước trà. Sau khi cất đồ xong, lúc này Dương Diệp mới ngẩng đầu nhìn về phía An Bích Như, sau đó nói. An phu nhân, mặc dù những thứ nguyên liệu này chủ yếu đều là của ta, nhưng ta biết nếu như không có phu nhân hỗ trợ. Xác rồng này còn lâu mới có khả năng chế tạo ra nhiều món huyền bảo khủng khiếp như vậy. Thiên hạ không có gì là miễn phí, An phu nhân, ngài cứ nói điều kiện của mình đi. Trong mắt An Bích Như hơi mỉm cười, để chén trà trong tay xuống, sau đó nói. Lấy thực lực của Dương công tử, xếp thứ nhất có lẽ hơi khó, nhưng đứng trước hạng năm vẫn không có vấn đề. Đứng trước hạng năm,
Dương công tử sẽ có thể thu được vận mệnh của Long Mạch gia tăng lên người, số mệnh mà người đứng trước hạng năm thu hoạch được một mình Dương công tử là ăn không hết, cho nên. Ngài là muốn lấy một ít số mệnh về cho An gia sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày, nói. Số mệnh cũng có thể chia được à? Đương nhiên có thể. An Bích Như, nói. Lúc số mệnh gia tăng lên người ngươi, chỉ cần trong đầu ngươi xuất hiện tên của người hoặc thực lực cùng tông môn, số mệnh sẽ tự động thêm lên người của bọn họ. Dương Diệp im lặng một lúc mới nói. Không giấu An phu nhân, ta đến tranh đoạt số mệnh, chủ yếu là vì muốn cứu một người. Những huyền bảo này rất mê người, hắn cũng không muốn buông tha, nhưng nếu như ảnh hưởng đến Hiểu Vũ Tịch, đừng nói là mấy món huyền bảo này cho dù là U Minh Quỷ Hỏa hắn cũng sẽ từ bỏ. An Bích Như cũng im lặng, tuy nhiên nàng cũng không từ bỏ, nói. Như vậy đi, đầu tiên cứ để số mệnh ngươi có được cho người ngươi muốn cứu, sau khi cứu người xong lại chia cho An gia của ta một ít, người thấy thế nào? Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Cái này thì có thể được. An Bích Như nhoẻn miệng cười. Ta nghĩ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. An gia chắc hẳn là cũng có phái người đi tham gia Tiềm Long Bảng. Hoặc là An phu nhân cũng từng làm rất nhiều giao dịch với những thiên tài siêu cấp khác giống như đã làm với ta. Phải. An Bích Như không có giấu giếm, nói. Không chỉ có ta, một ít thế gia siêu cấp, còn có một số thế lực lánh đời cũng sẽ làm như thế. Chúng ta đều là thà rằng giết lầm, chứ không bỏ sót. Tiền tài đối với chúng ta cũng không tính là gì cả, nhưng số mệnh lại là quan hệ đến gia tộc của chúng ta sau này. Thành thật mà nói, ngoại trừ Dương công tử ra, sắp tới còn có 100 người thay An gia ta đi tham gia Tiềm Long Bảng. Đương nhiên, trong những người này, ta coi trọng nhất vẫn là Dương công tử. Dương Diệp mỉm cười, nói. Rất vinh hạnh. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại một chút. Sau đó, nói. An phu nhân, người từng bảo ta ngăn cản một người có thể đạt được hạng nhất Tiềm Long Bảng, ta muốn hỏi một chút người kia là ai. Dù sao ngày mai Tiềm Long Tháp sẽ mở ra, bây giờ nếu không hỏi nữa thì đã muộn rồi. An Bích Như thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương công tử đã biết, cần gì phải hỏi nữa. Chỉ cần Dương công tử cố gắng hết sức có thể, cho dù không ngăn cản được bước chân của nàng cũng không sao. Ta sẽ không bởi vậy như vậy mà trách tội Dương công tử. Dù sao nàng quá yêu nghiệt, trừ khi tổ sư kiếm tông năm đó sống lại, nếu không sẽ không có người nào có thể ngăn chặn bước chân của nàng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Xem ra An phu nhân sớm đã có đối sách, bảo ta đi ngăn cản nàng, chắc ban đầu cũng không ôm hy vọng gì. Dương công tử khiêm nhường. An Bích Như khẽ nói một tiếng. Ta tin tưởng. Cho dù là nàng cũng không dám xem nhẹ Dương công tử, dù sao Dương công tử cũng là người có kiếm tâm thông minh. Hơn nữa còn nắm giữ linh vật thiên địa. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không nói những thứ này nữa. Nói chung, ta cảm ơn An phu nhân đã giúp đỡ, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Ngày mai sẽ là ngày Tiềm Long Tháp mở ra, ta về trước chuẩn bị một chút đây, cáo từ. Dương Diệp nói dứt lời lại khẽ thi lễ với An Bích Như, sau đó xoay người lui ra ngoài. Không quan tâm hơn thua, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, đồng thời còn vô cùng trọng tình, hắn thật sự không tệ, nhà đầu suy nghĩ một chút không? Dương Diệp đi rồi, đột nhiên phụ nhân xinh đẹp phía sau An Bích Như lên tiếng nói. Nghe vậy, An Bích Như thoáng ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa xuất thần. Mở cửa, một. Ngày thứ ba, trời vừa sáng, trong cổ vực thành đã có mấy bóng người lướt đi, chẳng bao lâu số người càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng vô số bóng người lướt đi trong cổ vực thành, đều lao về cùng một hướng. Hôm nay là ngày Tiềm Long Tháp mở cửa. Hơn 6.000 dặm hướng đông nam cố vực thành, những ngọn núi lớn nhô lên, ở giữa là thung lũng lõm xuống, gần như đúng chuẩn hình tròn, chiều rộng khoảng mấy nghìn trượng. Trên núi có vô số huyền giả, lúc này tâm trạng những huyền giả này vô cùng kích động, bọn họ đã đến chiến trường cổ đã được mấy tháng, chờ đợi mấy tháng cuối cùng cũng đến lúc Tiềm Long Tháp mở ra. Bọn họ có thể không kích động được sao? Dương Diệp đứng trong đám người và nhìn xuống thung lũng, trong lòng hắn rất kích động, bởi vì hắn đã tiến thêm một bước để thức tỉnh Hiểu Vũ Tịch, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, bởi vì hắn biết một khi Tiềm Long Bảng này mở ra sẽ tàn khốc đến mức nào. Tối qua, hắn đã điều tra tài liệu, Tiềm Long Bảng này không thể so với Thanh Vân Bảng, phần lớn Thanh Vân Bảng đều có điểm dừng,
nhưng tiềm long bảng này thì khác, tiềm long bảng này không chết sẽ không nghỉ. Tiềm long tháp tổng cộng chia làm 5 tầng, tốc độ tu luyện của mỗi tầng đều khác nhau, tu luyện 1 ngày trong tầng thứ nhất tương đương với tu luyện 10 ngày ở thế giới bên ngoài, tu luyện 1 ngày trong tầng thứ 2 tương đương với tu luyện 20 ngày ở thế giới bên ngoài, tu luyện 1 ngày ở tầng thứ 3 tương đương tu luyện 1 tháng ở thế giới bên ngoài, tu luyện 1 ngày ở tầng thứ 4 tương đương với tu luyện 3 tháng ở bên ngoài, còn về tầng thứ 5, Dương Diệp cũng không biết về tầng thứ 5, bởi vì chỉ có thiên tài lên đó mới biết được. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên vô số người đều muốn lên tầng cao nhất, bởi vì thời gian tiềm long tháp mở ra chỉ có 10 ngày. Vậy thì vấn đề là, trong tiềm long tháp có một quy định cực kỳ tàn khốc, đó chính là trừ tầng 1 ra, mỗi một tầng nhiều nhất. Chỉ chứa được 100 người, hơn nữa số người càng ít thì khí vận càng dày, mọi người được chia càng nhiều. Cho nên người có thực lực yếu đương nhiên sẽ bị loại bỏ, mà bị loại bỏ chính là chết, bởi vì một khi vào tháp thì không thể rời khỏi cho đến khi tiềm long bảng kết thúc. Về phần tại sao không thể rời khỏi, trong tài liệu Dương Diệp thu thập được lại không hề viết tới. Dù sao, sau khi tiến vào tiềm long tháp, chỉ có đợi đến khi tiềm long bảng kết thúc mới có thể lui ra ngoài. Đương nhiên nếu không có thực lực đó thì cứ ngoan ngoãn đứng ở tầng 1, tuy nhiên tầng 1 cũng có cạnh tranh cái gì? Đương nhiên là cạnh tranh khí vận, chỉ là độ cạnh tranh kịch liệt tầng đầu tiên so với tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì đương nhiên không đáng kể. Nói chung để có thể tăng cường thực lực nhanh chóng, vô số huyền giả sẽ liều mạng xông lên trên, quá trình này được gọi là đánh bảng, quá trình đánh bảng này cực kỳ tàn khốc, bởi vì bắt đầu từ tầng thứ 2, mỗi một tầng chỉ cần có thêm một người là đại diện cho việc sẽ chết đi một người, có thêm hai người sẽ chết đi hai người. Tiềm long tháp là thiên đường tu luyện của huyền giả, bởi vì ở đây thực lực của bọn họ phải nhận được sự tăng cường nhanh chóng, hơn nữa còn có thể nhận được một số khí vận phòng thân, hưởng thụ sự săn sóc của trời đất, nhưng đồng thời cũng là địa ngục của huyền giả, vì ở nơi này bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể mất mạng. Thật ra, tiềm long bảng đặc biệt nhất vẫn là tranh lên bảng ở tầng thứ 4, có một võ đài tên là tiềm long đài, trên tiềm long đài này sẽ chọn ra 10 yêu nghiệt mạnh nhất tiến vào bảng. Tên của 10 yêu nghiệt tiến vào bảng sẽ được truyền khắp đại lục huyền giả, không chỉ có vậy, bọn họ còn nhận được một cơ hội gia tăng khí vận một mình. Cũng chỉ có lần gia tăng khí vận này, bọn họ mới có thể chuyển khí vận của mình đến cho gia tộc và người thân hoặc của mình, hoặc là người mà mình muốn chuyển lên. Cho nên, điểm đặc biệt nhất của tiềm long tháp chính là giai đoạn lên bảng này, bởi vì đây mới là thiên kiêu chân chính đối đầu, đây là yêu nghiệt thật sự đối chiến với yêu nghiệt, long tranh hổ đấu thật sự. Lên bảng chính là yêu nghiệt đạp lên thi thể yêu nghiệt khác để lên bảng. Phía chân trời có một mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên, ánh mặt trời chiếu xuống, phủ một lớp ánh sáng lấp lánh lên người các huyền giả. An Nam Tịnh cầm liệt thiên thương trong tay xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cùng lúc đó một lão già tóc bạc cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua An Nam Tịnh, khe khẽ cúi đầu về phía An Nam Tịnh, sau đó nhìn mọi người một lượt, nói. Bây giờ có ai từ bỏ không? Đây là một cơ hội cuối cùng, một khi vào tháp chỉ có kết thúc thì các ngươi mới có thể ra ngoài. Không có. Mấy vạn huyền giả cùng lên tiếng đáp lại. Rời khỏi đây sao? Nực cười, bọn họ đã phải gian khổ cỡ nào mới đến được Nam Vực, đến được chiến trường cổ này. Bây giờ bảo bọn họ rời khỏi, chẳng khác nào có lỗi với bản thân, có lỗi với tộc nhân của mình, có lỗi với tông môn của mình sao? Phần lớn con người đều ích, kỷ. Thế nhưng cũng rất nhiều người có tâm huyết, bây giờ rời khỏi thì có khác gì với những kẻ nhu nhược. Lão già tóc bạc gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tịnh, nàng hiểu ý hất tay phải lên, liệt thiên thương bay đến trong tay của lão già tóc bạc. Nhìn liệt thiên thương trong tay, trong mắt lão già tóc bạc ánh lên sự phức tạp, thứ đang cầm trong tay hắn là liệt thiên thương, là huyền bảo từng qua tay vũ thần của bao nhiêu thế hệ. Lão già tóc bạc lắc đầu, khẽ động một cái bay lên không trung. Sau đó chỉ trường thương về phía thung lũng bên dưới. Soạt. Một tiếng động vang lên, đầu mũi trường thương chiếu ra ánh sáng màu vàng óng, không gian rung động kịch liệt một trận, một làn sóng màu trắng như sóng nước khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo trong con mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đất dưới thung lũng chậm rãi nứt ra, lập tức có một vật màu đen khổng lồ từ dưới nền đất chậm chậm nhô ra. Vật màu đen kia càng lúc càng lớn. Chẳng bao lâu mọi người đã thấy rõ hình dạng của vật màu đen đó, đó là một đỉnh tháp. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, vô số huyền giả có mặt đều thấy nhiệt huyết của mình sục sôi, bởi vì đây chính là tiềm long tháp.
chẳng mấy chốc, cả tòa Tiềm Long Tháp đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiềm Long Tháp cao 1000 trượng, chiếm diện tích khoảng 700 trượng, cả tòa tháp màu đen lộ ra vẻ trang nghiêm, cổ xưa và khí thế, đây là cảm giác mà Tiềm Long Tháp mang tới cho Dương Diệp lúc này. Đúng lúc này, dưới nền đất đột nhiên có một con rồng màu trắng dài mấy ngàn trượng, với dáng vẻ cực kỳ to lớn, phóng lên cao. Con rồng lớn lượn quanh một vòng ở chân trời sau đó quấn quanh phía trên Tiềm Long Tháp. Lão già tóc bạc đang đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này. Vì con rồng trắng này chính là long mạch của đáy tháp Tiềm Long kia. Cho tới giờ long mạch này chỉ hiện thân đúng một lần, đó chính là lần tổ sư của Kiếm Tông tiến vào từ 1 vạn năm trước, lần đó con rồng trắng bị tổ sư Kiếm Tông thu hút, sau đó hiện thân một lần. Mà 1 vạn năm sau, con rồng trắng lại xuất hiện lần nữa, rốt cuộc lần này nó xuất hiện là vì ai? Lão già tóc bạc đảo mắt qua từng huyền giả có mặt ở đó, cuối cùng hắn dừng lại trên thân của 4 người Ma Kha, Dương Diệp, An Nam Tịnh, Lạc Tuyết, ánh mắt của ông ta dừng lại ở chỗ An Nam Tịnh cuối cùng, thế rất nhanh đã liếc nhìn sang Lạc Tuyết. Sau một lát, ông ta lại lắc đầu, khẽ thở dài. Mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi nhìn con rồng trắng đang quấn quanh trên Tiềm Long Tháp. Đương nhiên bọn họ không biết gì về con rồng trắng, bọn họ chỉ thấy chấn động khi con rồng trắng xuất hiện, bởi vì con rồng này quá lớn. Đúng lúc này, vòng xoáy trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Con người của con rồng trắng cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong 2 tròng mắt của nó lóe lên một vẻ nghi hoặc và sự kiêng kỵ, nhưng phần nhiều chính là kích động, đúng vậy, trong cặp mắt to lớn của con rồng kia tràn ngập vẻ kích động. Thế nhưng, chẳng bao lâu, vẻ kích động kia đã chuyển thành tức giận. Gào! Bạch Long khẽ uốn người bay lên khoảng không của chỗ đám người Dương Diệp, sau đó một hơi thở của con rồng trắng chợt bắn về phía đám người Dương Diệp. Huyền giả ở chỗ Dương Diệp nhất thời khiếp sợ tới tột cùng, con rồng trắng này nổi điên cái gì mà lại ra tay với bọn họ chứ? Dương Diệp cũng nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được con rồng trắng này đang tức giận vô cùng, chỉ có điều hắn không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên nổi giận. Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều, đang chuẩn bị thoát thân, nhưng đúng lúc này lão già tóc bạc kia lại xuất hiện một cách lạ lùng trên đầu bọn họ, sau đó tay phải chợt phất lên, một trường ấn mang theo năng lượng màu trắng chợt hiện ra. Đánh vào hơi thở của con rồng kia. Hai bên thoáng như tiếp xúc, hai năng lượng va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ thật kinh khủng, giống như tiếng sấm rền, vang vọng bên tai mọi người có mặt ở đó. Một lát sau, trên không trung hiện rõ một người và một rồng đang đối đầu với nhau. Con rồng trắng nhìn lão già tóc bạc, trong mắt thoáng hiện lên sát ý lạnh lẽo, có điều nó không ra tay nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn lại chỗ Dương Diệp đứng ban nãy. Sau đó nó lắc người hóa thành một đường sáng màu trắng tiến vào trong lòng đất. Lão già tóc bạc nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, trước đây khi rồng trắng xuất hiện là vì tổ sư Kiếm Tông, nhưng nó không hề ra tay gì. Sao bây giờ? Một lát sau, lão già tóc bạc lắc đầu, sau đó phất tay phải lên, liệt thương bay đến trên tay của Nam Cung Tĩnh, sau đó hắn nói. Tiềm Long bảng chính thức bắt đầu. Ha ha, huyền giả ma tộc nghe lệnh, trong Tiềm Long tháp. Phàm là huyền giả nhân loại đều giết không tha. Huyền giả minh tộc nghe lệnh, thấy nhân loại cũng giết không tha. Lão già tóc bạc vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Ma Kha và Hồn U, một đám huyền giả ma tộc và huyền giả minh tộc lập tức bay xuống, sau khi đáp xuống đất bọn họ lập tức ùa vào trong Tiềm Long tháp. Sắc mặt của huyền giả nhân loại ở đó lập tức trở nên khó coi. Ma tộc và minh tộc đều có người dẫn dắt, nhưng huyền giả nhân loại lại không. Chẳng có ai cầm đầu thì có đông người mấy đi chăng nữa cũng chỉ chia 5 xẻ 7 mà thôi. Đối mặt với ma tộc và minh tộc, bọn họ chỉ có bị giết thôi. Rất nhanh, huyền giả nhân loại có mặt đều liếc nhìn sang An Nam Tịnh, nhưng người kia lại chẳng thèm nhìn mọi người, khẽ động mình một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện ở thung lung, sau đó đi vào Tiềm Long Tháp. Rất nhanh mọi người có mặt lại liếc nhìn Mục Quân, người kia trầm ngâm một chút sau đó cũng khẽ động và nhảy vào thung lũng. Đi vào trong Tiềm Long Tháp. Những huyền giả này sẽ làm hắn ta bị liên lụy, chỉ vì bây giờ phải dẫn theo những người này mà hắn ta phải đối mặt với ma tộc và minh tộc. Sắc mặt vô số huyền giả đều lộ ra mặt khó coi. Lúc này, những huyền giả nam vực theo Dương Diệp tiêu diệt huyền giả của ma tộc đi tới phía sau Dương Diệp gật đầu với bọn họ, sau đó nói. Đi, xông tới Tiềm Long Tháp. Giết tới Tiềm Long Tháp. Mọi người cùng hô vang. Âm thanh xông thẳng đến trời xanh.
Sau khi đám người Dương Diệp tiến vào Tiềm Long Tháp, nhất thời mọi người cảm giác cả người vô cùng sảng khoái, vì sao? Bởi vì linh khí đất trời ở trong này thật sự rất nồng đậm, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không có tạp chất gì. Tầng thứ nhất có không gian rất rộng, đủ có thể chứa mấy chục ngàn người, nhưng huyền giả tham gia Tiềm Long bảng lần này tất cả cộng lại chừng 7-80 ngàn người, cũng chính là hôm nay nhất định phải diễn ra cảnh máu chảy thành sông. Đám người Dương Diệp tiến vào Tiềm Long Tháp không bao lâu, lại có vô số huyền giả nhân loại đã vọt vào theo, khi cảm nhận được linh khí nồng nặc trong tầng thứ nhất, mọi người giống như được bơm máu gà toàn thân sôi trào. Nhưng vấn đề rất nhanh đã xảy ra, bởi vì người tiến vào càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu không gian tầng thứ nhất đã chật kín hết chỗ, cho nên một ít huyền giả không thể không đi tới tầng thứ hai, nhưng sau khi đã đi đến tầng thứ hai vẫn là như vậy. Người càng lúc càng nhiều, không gian của tầng thứ hai cũng không chứa được nhiều huyền giả nhân loại như thế, cho nên những huyền giả nhân loại này liền đi lên tầng thứ ba. Giống như vậy, không gian của tầng thứ ba cũng rất nhanh đã không đủ dùng, rất nhiều huyền giả nhân loại lại vọt tiếp lên tầng thứ tư. Một số huyền giả vừa bước lên tầng thứ tư còn chưa kịp vui mừng hoan hô thì rất nhiều ánh sáng năng lượng đã đập vào mặt bọn họ, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức mất mạng dưới những chùm ánh sáng này. Một huyền giả ma tộc đứng ở lối vào của tầng thứ tư, lạnh lùng nhìn huyền giả nhân loại phía dưới, gằn giọng nói. Nhân loại, kẻ nào tiến lên một bước, chết. Chết bà ngoại ngươi à. Rốt cuộc vẫn là nhân loại có tình cảm, thấy huyền giả ma tộc ức hiếp người như vậy, một số huyền giả nhân loại lập tức nổi giận, sau đó xông tới. Nhìn thấy có người xông lên, huyền giả phía sau cũng không sợ hãi như vậy nữa, ai nấy đều xông lên, nhưng mà. Rất nhiều năng lượng công kích từ tầng 4 giống như thủy triều vọt xuống tầng 3, một số huyền giả vừa xông lên lập tức bị đánh tới ngay cả xác cũng không còn. Sau một khắc, phía dưới lối vào tầng 4 đã chồng chất xác của gần 1.000 huyền giả nhân loại, máu văng ra đầy đất. Không có nhân loại huyền giả nào dám xông lên nữa, bởi vì người nào dám xông lên đều đã chết. Nếu như ở nơi rộng rãi, 10.000 tên huyền giả nhân loại đối chiến với mấy trăm huyền giả ma tộc. Huyền giả ma tộc đương nhiên sẽ bị nghiền ép, nhưng vấn đề là bây giờ ở trong Tiềm Long Tháp. Bởi vì lối vào lầu 4, nhiều nhất một lần chỉ có thể lên 5 người, cũng chính là nói lúc này ưu thế số đông của nhân loại đã không còn. Huyền giả ma tộc cùng minh tộc sử dụng cách thức bá đạo tanh mùi máu của bọn họ nói cho nhân loại biết, tầng 4 đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Số lượng người ở tầng 3 càng lúc càng nhiều, bên trong rất nhanh đã không còn chỗ đứng, sau đó vấn đề lại tới. Người tầng 1 không ngừng bò lên tầng 2, người tầng 2 không ngừng bò lên 3 tầng, sau đó người tầng 3 lại không dám bò lên trên, bởi vì bò lên trên chính là chết, nhưng phía sau lại có người không ngừng chen lên tầng 3. Lúc ban đầu còn không có gì, nhưng rất nhanh đã xảy ra xung đột. Con mẹ nó, phía trước không đi đứng đó làm gì? Bò lên trên đi, không nhìn thấy được phía sau đã không còn chỗ sao? Thì thế, không phải còn có tầng 4 cùng tầng 5 sao? Bò lên trên đi. Bò bà ngoại ngươi mà bò. Ngay tại đó xuất hiện tiếng mắng chửi, rất nhanh, tức giận mắng chửi đã không thể giải quyết vấn đề. Sau đó nhân loại bắt đầu ra tay với nhau, bởi vì nếu người chết rồi thì sẽ có chỗ. Tầng thứ ba diễn ra cuộc đại chiến của vô số huyền giả nhân loại. Tiếp theo, huyền giả nhân loại tầng 2 cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cuối cùng ở tầng thứ nhất cũng bắt đầu. Sự tàn nhẫn của Tiềm Long bảng đã được bộc lộ ra. Trong tầng thứ nhất, Dương Diệp cùng 100 huyền giả nam vực đứng ở một góc khuất, Dương Diệp không lựa chọn cắm đầu xông lên trên giống như những huyền giả nhân loại kia, nếu như hắn chỉ có một mình, hắn đương nhiên sẽ một đường xông lên, nhưng lúc này phía sau hắn còn có hơn 100 huyền giả nam vực. Cho dù tầng thứ nhất đã bắt đầu giết chóc, nhưng lại không có huyền giả nào dám ra tay với Dương Diệp cùng hơn 100 tên huyền giả nam vực. Nói đùa sao, đám người Dương Diệp bọn họ không ra tay với người khác cũng đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Dù sao, trước đây vô số người đã nhìn thấy được sự khủng khiếp của Dương Diệp. Tuy nhiên đây cũng là chỗ thông minh của Dương Diệp, bởi vì nếu như lúc trước hắn xông lên, nhất định hắn sẽ bị ảnh hưởng, dù sao đến lúc những huyền giả nhân loại này giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ quả thật sẽ không quan tâm ngươi là ai. Hơn nữa quan trọng nhất là ma tộc cùng minh tộc đã chiếm tiên cơ. Chiếm trước vị trí có lợi, lúc này xông lên không thể nghi ngờ là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Cho nên, hắn phải chờ tới khi có một cơ hội,
sau đó sẽ một lần hành động xông lên lầu 4. Nhìn nhân loại giết chóc ở tầng 1, vẻ mặt của hơn 100 huyền giả nhân loại phía sau Dương Diệp vô cùng nặng nề, trong lòng bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đây đã lựa chọn đi theo Dương Diệp, nếu không bây giờ bọn họ có thể chính là một trong rất nhiều thi thể này. Dù sao thực lực của bọn họ vẫn còn yếu kém hơn huyền giả của các vực khác. Nhìn tầng 1 không ngừng có người ngã xuống, Dương Diệp khẽ lắc đầu, dưới sự xung đột lợi ích, rất nhiều huyền giả nhân loại thật sự còn muốn huyền thú hơn cả huyền thú. Đây là thói hư tật xấu của nhân loại sao? Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp có một hạt châu đỏ như máu bay ra, sau đó xoay quanh không trung, tiếp theo những nhân loại bị giết ở tầng 1 còn có vết máu ngay lập tức bị hút vào bên trong. Huyết sát châu. Nhìn thấy được hạt châu này, Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, trước đây bởi vì hạt châu này cắn trả rất lớn lại tiêu hao huyền khí cực lớn, đồng thời bởi vì lo lắng quỷ tông, cho nên hắn vẫn để yên không sử dụng, đặt trong vòng xoáy, hắn cũng đã quên sự tồn tại của nó từ lâu. Không nghĩ tới lần này nó lại có thể tự mình xông ra. Là khí tức giết chóc ở đây thu hút nó sao? Nhìn thi thể cùng máu tươi đầy đất, Dương Diệp dường như hiểu ra điều gì. Nhìn thấy hạt châu của Dương Diệp đang hút thi thể cùng màu tươi ở đây, những huyền giả giết chóc lập tức ngừng lại, tuy nhiên bọn họ rất nhanh lại bắt đầu một cuộc giết chóc mới. Có nó, không ai dám động tới Dương Diệp, đừng nói phía sau Dương Diệp còn có hơn 100 huyền giả nhân loại, cho dù không có, bọn họ cũng là không dám động, đúng vậy, người ta chỉ đứng có hơn 100 vị trí, cũng không phải chiếm tất cả, chỉ có người ngu ngốc hết chỗ nói mới có thể đi động đến đám người Dương Diệp. Bên ngoài Tiềm Long Tháp, Lạc Tuyết chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa tháp. Lúc này ngay tại đây đã không còn bất cứ huyền giả nào ngoài trừ hắn ra. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện lên một đám mây đen, tốc độ của đám mây đen cực nhanh, rất nhanh đã đi tới Tiềm Long Tháp, nhìn. Thấy được đám mây đen này, khóe miệng Lạc Tuyết cong lên nụ cười nhạt, nói. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Mây đen tản đi, mấy trăm người che mặt xuất hiện ở phía sau Lạc Tuyết. Mấy trăm người đồng thời quỳ một gối với Lạc Tuyết, cùng kêu lên. Ra mắt thánh tử. Lạc Tuyết hơi gật đầu, nói. Đi thôi, nhìn xem bọn thiên tài yêu nghiệt của đại lục huyền giả thế nào. Dạ. Chấm. Trong Tiềm Long Tháp, sau khi Lạc Tuyết dẫn theo mấy trăm người đi vào tầng thứ nhất của Tiềm Long Tháp, huyền giả nhân loại ở tầng thứ nhất lập tức ngừng chém giết. Lạc Tuyết không để ý tới những nhân loại này, ánh mắt hắn chỉ tập trung ở trên người Dương Diệp. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp mỉm cười, nói. Lại gặp mặt rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn những người bịt mặt phía sau Lạc Tuyết, sau đó cũng mỉm cười, nói. Chúng ta đánh một trận chứ? Lạc Tuyết lắc đầu, nói. Rất xin lỗi, bây giờ ngươi không phải là mục tiêu của ta. Cho dù thực lực ngươi không tệ nhưng vẫn chưa đủ, ngươi không để ý khi ta nói thẳng chứ? Để ý. Dương Diệp mỉm cười, nói. Những lời này. Ta sẽ tặng lại nguyên si cho ngươi, yên tâm sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu, dù sao cuối cùng cũng phải đánh một trận, không phải sao. Chính xác. Lạc Tuyết gật đầu nói. Hy vọng ngươi không làm cho ta phải thất vọng, dù sao trong số huyền giả nam vực, cũng chỉ có người đáng để ta ra tay. Ta rất tò mò về thân phận của ngươi. Dương Diệp đột nhiên nói. Không cần tò mò, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Lạc Tuyết nói xong câu này lại dẫn theo mọi người phía sau trực tiếp đi đến tầng thứ hai. Sau đó, Lạc Tuyết đi qua nơi nào, từ trong cơ thể hắn có từng dòng điện bắn ra, vô số nhân loại huyền giả có mặt lập tức tan thành mây khói. Khi đám người Lạc Tuyết tiến vào tầng thứ hai, nơi đó lại nhiều hơn 500 thi thể. Đúng lúc này, lại một bóng người bước vào trong Tiềm Long Tháp, khi thấy người này, hai mắt Dương Diệp lập tức hơi híp lại, sát ý trong mắt tuôn ra. Bởi vì người này không phải là ai khác, chính là Mạc Khinh Ngữ trước đó đã được kiếm linh của vỏ kiếm cổ cứu đi. Chỉ có điều khiến cho Dương Diệp thấy nghi ngờ là cánh tay phải của Mạc Khinh Ngữ đã lành lại, hơn nữa khí chất toàn thân cũng không giống với lúc trước, hắn không nói ra được là có chỗ nào khác, chỉ là có cảm giác mà thôi. Tuy nhiên những điều này không quan trọng, quan trọng là đối phương đã xuất hiện rồi, quan trọng là hôm nay đối phương nhất định phải chết. Ánh mắt của Mạc Khinh Ngữ tập trung ở trên người Dương Diệp. Tuy nhiên nàng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, sau đó đi về phía tầng thứ hai. Nhưng ngay vào lúc này, một đường kiếm quang cắt qua không khí, lập tức đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Mạc Khinh Ngữ nhíu mày lại, một trận gió mát chợt xuất hiện ở trong không trung, trong phút chốc nàng đã có mặt ở lối vào tầng thứ hai trong Tiềm Long Tháp.
Giây phút bước vào tầng thứ hai, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Không vội, cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một người chết đi, nhưng không phải bây giờ. Mạc Khinh Ngữ vừa dứt lời lại lập tức biến mất. Không phải bây giờ sao? Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, hắn lại muốn bây giờ hơn. Dương Diệp thu hồi huyết sát châu, hắn dẫn theo hơn 100 huyền giả đi về phía tầng 2. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía tầng 2, rất nhiều huyền giả ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thấy được sự tàn khốc trong này, bây giờ bọn họ chỉ muốn lặng lẽ ở bên trong này tu luyện. Cho dù chỉ là ở tầng thứ nhất, nhưng tầng 1 có Dương Diệp ở đó, từ đầu đến cuối chính là một uy hiếp đối với bọn họ. Dù sao, trong tầng thứ nhất quả thật không có ai địch nổi Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp đi rồi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lúc đi tới tầng thứ hai, huyết sát châu trong người Dương Diệp lại bay ra, bởi vì tầng thứ hai thật sự có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung, ở nơi đó có vô số thi thể, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho Dương Diệp cùng huyền giả phía sau không nhịn được ở nhíu mày. Vèo! Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, đám huyền giả giết người đỏ mắt xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó nắm kiếm trong tay bổ xuống đầu Dương Diệp đầy ngoan độc. Xì! Kiếm quang màu tím chợt lóe lên, đầu của tên huyền giả này lập tức bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại có tên huyền giả tiếp theo nhào về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người ở đó đã giết tới đỏ mắt, ở trong này ngươi không giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi, ở nơi đây không có đồng bạn, tất cả mọi người bên cạnh đều là kẻ địch, ở nơi đây ngươi bắt buộc gặp người thì phải giết, bởi vì người khác cũng thế. Ở dưới tình huống như vậy, huyền giả nhân loại tầng 2 hoàn toàn nhập ma, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết, bởi vì không giết chính là chết. Sau khi liên tục giết gần 100 tên huyền giả, lúc này một số huyền giả ở đó mới ý thức được có điểm không thích hợp, sau khi nhìn về phía Dương Diệp, nhận ra Dương Diệp đầu óc của bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng ngày đó, khi Dương Diệp ở cổ vực thành một mình chiến đấu với 4 đại thiên tài tuyệt thế. Mọi người ngừng lại, sau đó tự động tránh đường cho đám người Dương Diệp. Nói đùa sao, bây giờ bọn họ quả thật không muốn trêu chọc vào Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó lắc đầu, nói. Thật đúng là bi ai, có dũng khí ra tay với đồng loại của mình, nhưng lại không dám ra tay với người của ma tộc cùng minh tộc, các ngươi không cảm thấy bi ai sao? Mọi người im lặng. Lúc này, một huyền giả hừ một tiếng, nói. Ra tay với người của ma tộc cùng minh tộc sao? Dương Diệp, ngươi nói ra thì nhẹ nhàng, thực lực của ma tộc cùng minh tộc vốn dĩ mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa bây giờ lại chiếm tiên cơ, chúng ta làm thế nào ra tay với bọn họ được? Vậy ngươi lại ra tay với đồng loại của mình? Dương Diệp nhìn tên huyền giả này, cười lạnh nói. Đúng vậy, đánh không lại huyền giả ma tộc cùng minh tộc, cho nên các ngươi bổ đồ đao về phía đồng loại của mình, vì đồng loại của mình yếu, các ngươi đấu thắng bọn họ, giết chết bọn họ, các ngươi có thể ở trong này tu luyện, thu được số mệnh, như vậy là đúng sao? Sắc mặt của tên huyền giả này hơi khó coi, không thể không nói, nghĩ lại hắn phát hiện mình thật sự đúng như lời Dương Diệp nói. Trong lòng hắn có ý nghĩ này, không chỉ có hắn, thật ra vô số huyền giả nhân loại ở nơi đó, có bao nhiêu người không suy nghĩ như vậy. Ta chỉ muốn tu luyện mà thôi. Lúc này, một huyền giả cay đắng cười nói. Nhưng bây giờ các ngươi có thể tu luyện sao? Dương Diệp nói. Bây giờ các ngươi dám tu luyện sao? Ở xung quanh các ngươi đều tài kẻ địch, các ngươi dám lơi lỏng một khắc nào không? Các ngươi không dám, bởi vì chỉ cần các ngươi hoàn toàn thả lỏng, sẽ bị người bên cạnh giết chết. Cũng chính là nói muốn yên tâm tu luyện thì các ngươi phải giết sạch hết người bên cạnh, nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi làm được không? Mọi người im lặng. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Lúc này, Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Các người đều biết linh khí tầng thứ tư còn nồng đậm hơn tầng thứ nhất và tầng thứ hai rất nhiều. Ở nơi đó tu luyện, trong 10 ngày chắc rất nhiều người trong các ngươi sẽ có thể thăng cấp tới cảnh giới linh giả. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có dám đi theo ta xông về phía trước hay không? Mọi người đồng tâm. Đúng lúc này, Dương Diệp tiếp tục nói. Dựa vào cái gì tầng thứ tư lại bị người ma tộc và yêu tộc, còn có minh tộc chiếm hết? Dựa vào cái gì mà huyền giả nhân loại chúng ta lại phải tự giết lẫn nhau? Dựa vào cái gì, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có dám xông lên tầng thứ tư hay không? Thật ra, sở dĩ Dương Diệp không lên tầng thứ tư,
vì đây mới là mục đích thực sự của hắn. Bởi vì sau khi trải qua một hồi giết chóc, người có thể sống sót cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh, cũng chỉ có dẫn theo một nhóm tinh anh như vậy, hắn mới có thể chống lại ba tộc ma minh yêu, nếu không, có một số rác rưởi trong đội ngũ chỉ sẽ gây cản trở cho hắn. Cho tới nay, Dương Diệp đều biết rất rõ ràng một chuyện. Đó chính là dựa vào hắn cùng với 100 huyền giả sẽ không có cách nào đối đầu với ba tộc ma minh yêu. Chỉ có tập hợp tinh anh nhân loại, bọn họ mới có một cơ hội. Ở trong tiềm long tháp này, tất cả mọi người không thể đi ra ngoài, hơn nữa giữa nhân loại cùng ba tộc ma minh yêu lại có mâu thuẫn không thể hóa giải, cho nên huyền giả nhân loại nhất định phải đoàn kết một lòng. Nếu không chờ đợi huyền giả nhân loại chỉ có cái chết. Hắn cũng biết phần lớn huyền giả nhân loại đều ích kỷ. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đứng ra kêu gọi, có lẽ sẽ có rất nhiều người đi theo hắn, nhưng trong những người này nhất định sẽ có rất nhiều người trong lòng tồn tại tâm tình quấy rối. Một khi khai chiến cùng ba tộc ma minh yêu, những người này tuyệt đối sẽ gây cản trở, thậm chí cũng có thể quay mũi giáo về phía mình. Cho nên hắn nhất định phải để cho những huyền giả nhân loại này chém giết lẫn nhau một trận, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ ý thức được tình cảnh hiện tại của bọn họ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đào thải những kẻ yếu. Quả nhiên, sau khi nghe được Dương Diệp nói như vậy, càng lúc càng nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Người ở chỗ này đều là thiên tài cùng yêu nghiệt, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu. Bọn họ đương nhiên biết tính nghiêm trọng trong những lời Dương Diệp nói, quả thật huyền giả nhân loại chém giết lẫn nhau, sau đó huyền giả nhân loại sẽ càng lúc càng ít, đến lúc đó huyền giả nhân loại hoàn toàn thiếu đi ưu thế số đông này, tới lúc đối mặt với ba tộc ma minh yêu. Bọn họ lấy cái gì để chống lại? Đến lúc đó, đừng nói là tu luyện hay tranh đoạt số mệnh, ngay cả có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Ta đi theo ngươi. Đúng lúc này, một huyền giả đứng dậy. Ta cũng theo ngươi. Tiếp theo, người thứ hai đứng dậy. Rất nhanh, đã có rất nhiều người lục tục đi ra. Chỉ một khắc sau, phía sau Dương Diệp đã có thêm hơn 1.000 người, như vậy tương đương với 1/10 người ở tầng thứ hai. Tuy nhiên, đối với Dương Diệp, như vậy là đủ rồi. Về phần 9.000 người còn lại, Dương Diệp biết bọn họ đang có suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn chờ sau khi hắn cùng với ba tộc ma minh yêu liều mạng tới lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ tới làm ngư ông được lợi. Chỉ là Dương Diệp làm sao có thể để cho bọn họ đạt được ý nguyện chứ? Dương Diệp liếc mắt nhìn những người trong tầng 2, sau đó dẫn theo hơn 1.000 người bước lên tầng thứ 3. Tầng thứ ba cũng giống như tầng thứ hai và tầng thứ nhất, cũng là thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nền đá xanh. Tầng thứ ba còn muốn tranh đấu kịch liệt hơn tầng thứ hai, lúc đám người Dương Diệp bước lên, lại là có một số huyền giả đánh về phía bọn họ, rõ ràng, bọn họ đang ngăn cản người phía dưới tiếp tục bò lên trên. Dương Diệp không hề ra tay, những huyền giả phía sau hắn đã nhào qua giải quyết những huyền giả kia. Mọi người phát hiện không đúng. Tất cả đều ngừng lại nhìn về phía Dương Diệp, khi nhận ra Dương Diệp, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong mắt bọn họ ngoại trừ nghiêm trọng ra, còn có kiêng kỵ rất sâu. Tiếp tục giết đi, không sao đâu, chúng ta chỉ nhìn thôi. Dương Diệp khẽ cười nói. Khóe miệng của mọi người khẽ giật, tiếp tục giết, lão đại có người. Đây chúng ta còn dám giết sao? Không giết phải không? Dương Diệp nói. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa, có người nào bằng lòng theo ta cùng xông lên tầng thứ tư không? Có thì đứng ra. Mọi người thoáng ngẩn người ra, sau khi đã trấn tĩnh lại. Nhưng tất cả đều duy trì sự im lặng, bọn họ cũng muốn xông lên tầng thứ tư, hơn nữa cũng không phải chưa thử qua. Nhưng tất cả không thấy được lối vào tầng thứ tư có thi thể chồng chất giống như núi sao. Có huyền giả ma tộc trấn giữ ở nơi đó, bọn họ xông lên thế nào được? Đi lên. Vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết, ở lại đây, bọn họ còn có một tia cơ hội. Không dám sao. Khóe miệng Dương Diệp lộ ra sự châm chọc, nói. Ba tộc ma minh yêu cộng lại còn chưa tới 2.000 người, huyền giả nhân loại lại có nhiều như vậy. Trước đây ở trong chiến trường cổ, các ngươi bị ba tộc ma minh yêu khi dễ và chèn ép thì cũng thôi. Bây giờ đến tiềm long tháp, khi nó liên quan đến chính bản thân các ngươi cùng gia tộc và tông môn các ngươi sau này. Các người cũng bằng lòng tiếp tục chịu bọn họ khi dễ và chèn ép nữa sao? Tất cả mọi người vẫn im lặng, vẫn là câu nói kia, lên có nghĩa là phải trực tiếp đối đầu cùng ba tộc ma minh yêu. Bọn họ căn bản không có khả năng chống lại các cường giả như Ma Kha,
hồn u, còn có nam tử áo bào tím thần bí dẫn theo một nhóm cường giả lúc trước. Trong nhân loại cũng có cường giả, ví dụ như nữ tử tên là An Nam Tĩnh kia. Nhưng đáng tiếc, người ta căn bản không quan tâm tới bọn họ. Thực lực của Dương Diệp ngược lại không tệ, nhưng vấn đề là chỉ có một mình hắn, một người có thể ngăn cản được ba người sao? Cho dù Dương Diệp đã từng chiến đấu với ba người, nhưng dù sao đó không phải là cuộc chiến sinh tử, nếu thật sự là cuộc chiến sinh tử, Dương Diệp có thể lấy một giết ba sao? Nói tóm lại một câu đơn giản nói, huyền giả nhân loại sợ rồi. Thấy mọi người im lặng không nói gì, Dương Diệp càng cười châm chọc, nói. Các ngươi cho rằng chỉ cần ở lại đây, sau đó ở này cố gắng tu luyện thì huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu lại sẽ bỏ qua các ngươi. Chính các ngươi hãy suy nghĩ một chút xem, bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Sẽ không, ta có thể xác định, chờ các ngươi tự giết lẫn nhau tới mức độ nhất định sau, bọn họ sẽ xuống đây, đến lúc đó, các ngươi lấy cái gì để đối đầu với bọn họ? D. Bây giờ chúng ta đi tới, vậy chúng ta lấy cái gì để đối đầu với bọn họ? Lúc này, một huyền giả lên tiếng hỏi ngược lại. Lấy cái mạng. Dương Diệp nói. Bây giờ chúng ta đi tới, chính là lấy mạng đổi mạng, bởi vì bây giờ chúng ta còn có tư cách này. Các ngươi phải biết rằng, các ngươi ở đây tự giết lẫn nhau, bọn họ lại ở phía trên khổ luyện, hơn nữa linh khí phía trên càng nồng đậm hơn ở đây, cái này bù cái kia, bọn họ nhất định sẽ thăng cấp cảnh giới linh giả trước các ngươi, một khi bọn họ thăng cấp đến cảnh giới linh giả, thử hỏi các ngươi còn có thể liều mạng được nữa sao? Mọi người nghe vậy đều nheo mắt lại, bọn họ hình như quên mất điều này. Đúng vậy, một khi huyền giả ba tộc Ma Minh Yêu trên lầu thăng cấp thành cảnh giới linh giả, vậy bọn họ ngoại trừ bị tàn sát vẫn là bị tàn sát thôi. Lực chiến đấu của bản thân lại yếu hơn người khác, nếu như người khác thăng cấp cảnh giới linh giả, vậy còn liều mạng cái giám à? Hắn nói không sai. Lúc này, một nam tử đột nhiên từ trên tầng 2 đi lên. Nam tử không phải là ai khác. Chính là Hy Lạc công tử, một trong tam kiệt trung vực đã lâu không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hy Lạc công tử đi tới trước mặt mọi người, sau đó nói. Dương Diệp nói không sai, nếu như các ngươi không đoàn kết, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có cái chết mà thôi. Hy Lạc công tử, tam kiệt trung vực các ngươi cũng liên minh cùng Dương Diệp sao? Có huyền giả kích động hỏi, tam kiệt trung vực cộng thêm Dương Diệp, vậy bọn họ lại không cần phải sợ hãi ba tộc Ma Minh Yêu này nữa rồi. Tam kiệt trung vực sao? Hy Lạc công tử cười tự giễu, sau đó nói. Từ nay về sau, trung vực chỉ có một kiệt xuất. Mọi người không hiểu. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng đã chết rồi. Trong lúc mọi người ở đây đang nghi ngờ, Hy Lạc công tử lại nói. Một cường giả thần bí đã giết chết bọn họ, theo ta điều tra, tên cường giả thần bí này không phải là nhân loại. Cũng chính là huyền giả nhân loại chúng ta tại có thêm một kẻ địch siêu cấp khủng khiếp. Nếu như các ngươi còn không đoàn kết, còn cứ ở đây mà lẫn nhau tàn sát, ngoại trừ cái chết chờ đợi các ngươi, liệu còn có gì khác nữa sao? Nghe được Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng đã chết, mọi người ở đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng tại là hai trong tam kiệt trung vực, hai người đều xông qua thiên môn, hơn nữa đã từng liên thủ tiêu diệt cường giả cảnh giới tôn giả. Là ai có thể giết được bọn họ? Ma Kha, hay là Hồn U? Dương Diệp cũng nhíu mày. Thực lực của hai người Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng cường hãn vô cùng. Hắn muốn giết bất kỳ người nào trong hai người bọn họ đều đặc biệt khó khăn. Mà bây giờ, hai người lại đồng thời bị người ta tiêu diệt. Là ai có thực lực đó? Ma Kha sao? Thậm chí là Vũ Thần An Nam Tĩnh này? Lại hoặc là Lạc Tuyết Thần Bí kia? Nói chung, bất kể là người nào, hắn đều không thể khinh thường được. Ở trong Tiềm Long Tháp này, bất kỳ một sơ suất cùng khinh địch nào đều có thể khiến cho hắn bị lật thuyền trong mương. Hy Lạc công tử, Lý sư huynh cùng Nam Cung sư tỷ đã chết thật rồi sao? Lúc này, một huyền giả tông môn cửu phẩm của trung vực đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi. Hy Lạc công tử đầu, nói. Lúc đó, ba người chúng ta chuẩn bị đi tới sa mạc chết, trên đường đi, ta với Lý Thanh Thủy cãi nhau, sau đó ta tức giận rời đi. Cuối cùng, khi ta quay về đi tìm bọn họ, bọn họ đã không còn ở đó nữa. Tại hiện trường lại có dấu vết của một trận đại chiến, người giết bọn họ có thực lực rất mạnh, mạnh đến mức hai người bọn họ thậm chí còn không thể có cơ hội để chạy trốn nữa. Nghe vậy, rất nhiều huyền giả nhân loại ở đó đều thầm rùng mình. Tồn tại mạnh mẽ đến mức Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng cũng không có nổi cơ hội chạy trốn sao?
Trời ạ, nếu như mình gặp phải, vậy chẳng phải là không có nổi cơ hội để phản kháng nữa sao? Cuối cùng là ai lại yêu nghiệt và khủng khiếp như vậy? Hy Lạc sư huynh có thể xác định kẻ giết hai người bọn họ là huyền giả cảnh giới vương giả sao? Có người hỏi. Hy Lạc công tử gật đầu, nói. Ngay từ lúc đầu ta cũng không tin có huyền giả cảnh giới vương. Giả có thể lấy sức lực của một người để tiêu diệt bọn họ, cho nên ta đi tìm Thiên Huyên trưởng lão, nhưng hắn nói cho ta biết, trong chiến trường cổ không có cường giả cảnh giới linh giả nào xuất hiện, vậy giết hai người bọn họ quả thật chỉ là cảnh giới vương giả. Về phần cuối cùng là ai, hắn không có nói cho ta biết, chẳng qua hắn bảo ta không nên đi tìm đối phương, không nên báo thù cho Mộng Mộng. Ha ha, chẳng qua có thể như vậy được sao? Thần hồn của Mộng Mộng cũng bị diệt, đối phương thật sự ra tay ác độc, thù này không báo, Hy Lạc ta còn dám nói mình yêu Nam Cung Mộng sao? Mọi người ở đó lại im lặng. Bởi vì bọn họ phát hiện, tình cảnh của bọn họ hình như càng lúc càng tồi tệ. Tiềm Long Tháp chỉ có 10 ngày, bọn họ có thể sống được qua 10 ngày này sao? Có thể xác định giết hai người bọn họ là người nào không? Dương Diệp nhìn Hy Lạc công tử, hỏi. Không xác định được. Hy Lạc công tử lắc đầu, nói. Tuy nhiên ở Nam Vực này, người có thể tạo thành uy hiếp hết với hai người bọn họ, cũng chỉ có mấy người thôi. Ma Kha, Hồn U, Mạc Khinh Ngữ, nam tử áo bào tím thần bí kia, còn có An Nam Tĩnh. Đúng rồi, còn có Dương Diệp ngươi nữa. Bất kỳ người nào trong số các ngươi dựa vào thực lực thể hiện ra thì không có cách nào một mình giết chết hai người bọn họ, nhưng trong mấy người các ngươi nhất xê định có người đã che giấu thực lực. Ha ha, thật ra chắc hẳn mỗi người các ngươi đều che nấp thực lực của mình, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta đang cần người, ngươi có đi không? Nếu không khi đối chiến cùng ba tộc kia, ta sẽ không thể nắm chắc được. Đương nhiên, Hy Lạc công tử mỉm cười, sau đó đứng ở bên cạnh Dương Diệp. Cũng tính ta một người. Lúc này, tên nam tử từ tầng 2 nhảy tới nói. Dương Diệp cũng nhận ra người này, hắn chính là Kế Ngôn Thập. Thấy người này tới, Dương Diệp mỉm cười và nói. Hoan nghênh. Kế Ngôn Thập cười hì hì, nói. Đi giết đám tạp chủng ma tộc cùng minh tộc kia thì làm sao có thể không có Kế Ngôn Thập ta được. Lão tử sớm không vừa mắt với bọn chúng rồi. Ngày hôm nay có cơ hội này, vậy ta phải giết một lần cho đủ mới thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó hắn liếc nhìn các huyền giả ở tầng 3, nói. Còn ai nữa không? Cũng tính ta một người. Cũng tính ta một người. Nhìn thấy Hy Lạc công tử cùng này Kế Ngôn Thập đều tựa chọn gia nhập đội ngũ của Dương Diệp. Trong tầng thứ ba có một ít huyền giả có thực lực tương đối mạnh mẽ, lá gan tương đối lớn đã tập tức đứng dậy. Dù sao trong đám huyền giả này cũng có một vài kẻ có dã tâm, tầng 4 có tốc độ tu luyện vượt xa tầng 3, bây giờ có cường giả dẫn đầu, vì sao bọn họ lại không đi chứ? Tuy nhiên, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm huyền giả đứng ra, các huyền giả còn lại vẫn duy trì im lặng. Theo những huyền giả duy trì im lặng thấy, Kiều Chết đi đối đầu với ba tộc ma minh yêu. Cơ hội thắng thật sự quá xa vời, mà một khi thua cũng có nghĩa là phải chết. Cho dù ở tầng thứ ba này cũng có giết chóc, nhưng thực lực của mọi người cơ bản đều không chênh lệch nhiều, bọn họ vẫn có cơ hội còn sống sót. Nhưng nếu bọn họ đi tới thì sao? Xét ra, ở ba tầng vẫn an toàn hơn là đi lên tầng 4 liều chết với đám người ma tộc kia. Chẳng bao lâu, đội ngũ của Dương Diệp đã có hơn 2.000 người. Cho dù chỉ có hơn 2.000 người. Nhưng Dương Diệp đã rất hài lòng. Vì sao à? Bởi vì hơn 2.000 người này đều không sợ chết, đều có tâm tư hẳn phải chết, đều có tâm huyết. Thực lực kém không nói làm gì, nhưng nếu như không có tâm huyết, vậy thực lực có mạnh cũng uổng công. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, Long Cốt Kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, trong mắt hắn lóe lên một tia ngoan độc, sau đó cười to nói. Vậy thì do ta mở đường, xông lên 4 tầng. Hắn vừa nói dứt lời. Thân hình đã thoáng động, mang theo một đường kiếm quang màu tím bắn nhanh về phía lối vào tầng thứ tư. Xông lên tầng thứ tư. Phía sau Dương Diệp vang lên tiếng người ồn ào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.